chương 856, Huyền Vũ Thành, trưởng lão hỏi thăm kết quả không ra Giang giật ngoài ý liệu, tiểu phỉ muốn cùng Giang giật đi, yêu hậu lại muốn giữ lại. Giang giật ngồi một hồi, mang theo Giang tiểu nô đi vào trong phòng nhỏ, phát tay để bên trong trưởng lão bọn thị nữ lui ra, lúc này mới nhìn qua yêu hậu nói, yêu hậu, thân thể ngươi khôi phục được thế nào? Đã khá nhiều, đã không còn đáng ngại, yêu hậu trấn định rất nhiều. Có lẽ là nhìn thấy Giang giật cái này từ nhỏ nhìn xem lớn lên hậu bối không có khẩn trương như vậy, nàng sững sờ nhìn qua Giang Dật, tựa như lại về tới Thiên Tinh Đại Lục lần thứ nhất nhìn thấy Giang Dật tràng cảnh. khi đó vẫn là tại Linh Thú Sơn Học Viện bên ngoài a lúc đầu nàng chặn đánh giết Giang Dật nhưng Tiểu Phỉ ngăn cản, sau đó Tiểu Phỉ cùng Giang Dật trở thành hảo bằng hữu, nàng cũng chứng kiến lấy Giang Dật từng bước một trưởng thành. mấy năm không thấy lúc trước non nớt thiếu niên đã biến thành một cái phong thần như Ngọc Thanh Niên Anh Tuấn, trọng yếu nhất chính là trưởng thành tốc độ vượt qua tưởng tượng của nàng không nói giờ phút này Giang Giật có thể làm cho thác bạt cầm bọn người cung kính hô một tiếng công tử, liền nói Giang Giật thực lực của mình, cũng làm cho yêu hậu thổn thức không thôi. Giang Giật, ngươi, tại sao có thể tu luyện chẳng lẽ ngươi tìm được khốn long thảo yêu hậu cuối cùng vẫn không nhịn được dò hỏi. Đúng, Giang Giật ngồi tại bên giường, mỉm cười đem những năm này sự tình nói đơn giản thoáng cái, bất quá một chút liên quan đến mẹ hắn thân sự tình ngược lại là không nhiều lời, rất nhiều chuyện cũng là một câu mang qua. Yêu hậu cùng tiểu phỉ nghe được thỉnh thoảng động dung, Giang giật giải rác mấy ngữ bên trong, yêu hậu có thể nghe ra Giang giật kinh lịch bao nhiêu mưa gió, bị biết bao nhiêu cực khổ, chờ Giang giật nói xong trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nàng cũng không có phát biểu cái gì cảm khái, cũng chưa hề nói lời cảm kích, chỉ là kinh ngạc nhìn qua Giang giật, nội tâm cảm giác rất là tự hào. Nàng vẫn cảm thấy Giang giật là một nhân tài, trước kia không có luyện hỏng thân thể trước, cũng cảm thấy hắn tiền đồ bất khả hạn lược, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm, Giang giật tựu đứng được cao như thế, lấy được lớn như thế thành tựu. Yêu hậu, Giang giật mặc dù rất muốn thêm bồi bồi yêu hậu, nhưng nghĩ tới hắc thần cùng thiên thiên chờ ở bên ngoài với, hắn chỉ có thể mở miệng nói, lúc đầu ta là muốn mang lấy ngươi cùng tiểu phỉ cùng một chỗ hồi trở lại thần tứ đảo, bất quá tiểu phỉ tình huống ngươi hẳn phải biết. Các ngươi là đi hay ở, ngươi cầm cái chủ ý đi, tại đây cũng là an toàn, tiểu phỉ cũng có thể rất nhanh trưởng thành, ta làm xong việc nhất định trở về xem các ngươi, các ngươi muốn đi ta cũng có thể tùy thời đem các ngươi tiếp đi. Không, tiểu phỉ không muốn. Tiểu phỉ nghe xong cuống lên, một cái đầu nhỏ lắc cùng chống lúc lắc, trong mắt to đều là cầu xin, nói, mẫu hậu, ta không nên cùng đại ca ca tiểu nô tỷ tỷ tách ra, chúng ta cùng đại ca ca các nàng cùng đi có được hay không? Không được, yêu hậu tựa hồ đã sớm quyết định được chủ ý, rất kiên định nói ra, tiểu phỉ, giang giật còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thực lực ngươi thấp, đi theo hắn chỉ có thể liên lụy hắn. Mẫu hậu nội đan phế đi, thọ nguyên cũng bất quá trăm năm, ta hy vọng ngươi hảo hảo lưu tại quần bên trong, chờ thực lực ngươi cao, ngươi lại đi tìm giang giật, ta tuyệt không ngăn trở. Giang giật cũng gật đầu nói, tiểu phỉ, chờ thực lực ngươi trở nên cường đại, về sau lại đi tìm đại ca ca đùa, ta cam đoan có thời gian nhất định sang đây xem ngươi. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, thiên thiên cùng thác bạt cầm đi đến, thiên thiên cười cùng yêu hậu nói ra, yêu hậu, ta cái này có một tấm lệnh bài, ngươi có thể tùy thời đưa tin cho ta, chờ ta hồi trở lại vô tận biển sâu về sau, cũng sẽ triệu tập đại quân tới giúp các người bạch hồ nhất tộc nhất thống thiên hồ đại lục, sở dĩ các người an toàn không cần lo lắng. Cầm đế quân, yêu hậu cùng tiểu phỉ nếu là có nửa điểm sơ suất, ta duy ngươi là hỏi. Thác bạt cầm thân thể run lên, sau lưng người tên trưởng lão cũng kích động đến không thể tự kiềm chế, thác bạt cầm mang theo mọi người thật sâu thở dài nói, đa tạ thiên thiên công chúa, các người yên tâm, về sau thác bạt ninh cùng tiểu phỉ có nửa điểm sơ suất, ta tự sát tả tội. Giang giật cảm kích nhìn thiên thiên một chút, cũng triệt để yên tâm lại, hắn đứng dậy sờ lên tiểu phỉ đầu nói, việc này không nên chậm chế, chúng ta cái này lên đường đi vô tận biển sâu, chờ ta làm xong việc trở lại xem các ngươi. Tiểu nô cũng con mắt đỏ lên, đem tiểu phỉ ôm lấy, hôn một cái nói, tiểu phỉ, tỉ tỉ đi, ngươi nhất định muốn nghe ngươi lời của mẫu hậu. Tiểu phỉ biết rõ sự tình không có khả năng vãn hồi, chỉ có thể khóc lớn liều mạng ôm giang giật cùng giang tiểu nô, giang giật cắn răng một cái đem tiểu phỉ ôm cho yêu hậu, mang theo Giang Tiểu Nô đi ra phía ngoài, trực tiếp cùng Thiên Thiên Hắc Thần bay lên không, Tiểu Phỉ khóc đuổi theo ra đến, quát to lên, đại ca ca, tiểu nô, các ngươi nhất định phải tới tìm Tiểu Phỉ a. Vô tận biển sâu trên không trung, một đầu to lớn hắc long vạch phá bầu trời mà đến, cái này hắc long tốc độ quá nhanh, đến mức phía dưới rất nhiều tại tầng băng bên trên ngủ say cường đại yêu thú vừa mới giật mình tỉnh lại, hắc long đã biến mất ở phương xa. Vô tận biển sâu hải yêu nhiều lắm, đối mông lung bóng đêm Giang giật nhìn qua phía dưới đếm không hết hải yêu, âm thầm cảm khái không thôi, thiên thiên cùng tiểu nô tại nhỏ giọng nói vô tận trong biển sâu kỳ quan chuyện lý thú, tiến vào vô tận biển sâu đã 7-8 ngày, sắp đến dưới biển sâu tâm, hắn cũng không bế quan tu luyện, tự đứng ở hắc long trên đầu, nhìn qua phía dưới đếm không hết kỳ dị hải yêu. Ngao, lần nữa phi hành hai canh giờ, tại bình minh trước giờ, hắc long đột nhiên phát ra một tiếng to lớn long ngâm, đem tầng băng bên trên biến thành băng điêu hải yêu bên trong đều bừng tỉnh. Hắc Long cũng gấp nhanh hướng phía dưới bay tới, những cái kia hải yêu vội vàng sợ hãi bốn phía thoát đi. Ầm, um, tầng băng bị Hắc Long ném ra một cái cửa đại lỗ lớn, nước biển bắn tung tóe mà ra, nhấc lên ngàn cơn sóng, Hắc Long thân thể cao lớn lao xuống trong nước, Giang giật cùng Giang Tiểu Nô trong tầm mắt trở nên đen kịt một màu. Hắc Long trên thân quả nhiên có một cái trong suốt vòng bảo hộ, hắn cấp tốc hướng đáy biển phóng đi, hai bên nước biển tự động tách ra, phương viên trong vòng trăm trượng đều không có bất kỳ cái gì nước biển ngăn cách thành một cái chân không. Vù vù, hắc long trên thân cường đại thú uy phóng thích, trong biển hải yêu bọn họ toàn bộ sợ hãi né ra, hắc long bắn thẳng đến đáy biển mà đi. Bốn phía đen kịt một màu, giang giật cũng không dám dùng thần thức loạn dò xét, hắn đưa tay giữ chặt giang tiểu nô, chờ đợi tới mục đích huyền vũ cung. Mười dặm, ngàn dặm, mười vạn lý, trăm vạn lý. Giang giật yên lặng tính toán lấy khoảng cách, nội tâm cũng âm thầm kinh hãi, dùng hắc thần tốc độ lại hướng dưới biển tiềm hành thời gian một nén nhang còn không có đến đáy biển cái này vô tận biển sâu quả nhiên giống như danh tự rất được làm lòng người sợ kia có ánh sáng lần nữa tiềm hành nửa nén hương thời gian giang tiểu nô chỉ về đằng trước kinh hô lên thiên thiên ở một bên mỉm cười không nói giang giật hai người khóa chặt phía dưới ánh sáng tinh tế quan sát điểm sáng dần dần phóng đại càng ngày càng sáng giang giật mấy người cũng có thể đại khái đánh giá ra phía dưới hẳn là một cái vòng bảo hộ để cho hai người khiếp sợ là hắc long lần nữa đi về phía trước mấy ngàn dặm khoảng cách các nàng vẫn như cũ thấy không rõ phía dưới trong hộ cháo cảnh quan giờ phút này cái vòng bảo hộ cũng thay đổi thành ít nhất có phương viên vạn trượng lớn từ từ tới gần vòng bảo hộ càng lúc càng lớn vạn trượng 10 vạn trượng cuối cùng lớn đến giang giật hai người hoàn toàn không nhìn thấy bờ phía dưới cảnh quan cũng mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng a à, giang tiểu nô che miệng giang giật cũng chấn kinh đến không gì sánh kịp trong hộ cháo thình lình đúng là một tòa siêu cấp lớn đáy biển cự thành, cái này thành trì so thần tứ thành còn muốn lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần, mà lại cảnh sắc lộng lẫy, tựa như một tòa tiên thành. Thiên Thiên Huyền chuyển cười một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, hoan nghênh hai vị đến yêu tộc đại bản doanh Huyền Vũ Thành làm khách. Chương 857, Phong Hảo yêu hoàng, lóng lánh nhàn nhạt rõ ràng choáng vòng bảo hộ móc ngược tại cả tòa Huyền Vũ trên thành uổng phí, khắp nơi đen kịt một màu, duy chỉ có bên này một mảnh sáng ngời, theo trên không xem tiếp đi cảm giác cái này huyền vũ thành tựa như trong biển sâu một viên minh châu rực rỡ trói mắt thành nội đều là chỉnh tề cung điện đường đi rộng lớn thẳng tắp nhàn nhạt sương mù không biết từ đâu mà đến cho tòa thành trì này phủ thêm một tầng như mộng ảo lụa mỏng tiếng trời như có như không kim đình ngọc trụ mái hiên tại nồng đậm lục sắc bên trong hiển hiện vàng son lộng lẫy kim sắc cùng lục sắc chiếu rọi hết thảy tựa như trong cơn mông lung mộng cảnh lại như đám mây tiên cảnh trong thành trì có người mà lại đồng phục đều là người, đương nhiên những này rõ ràng không phải thuần chủng nhân loại, tỉ như có đầu người bên trên có sừng thú, trên người có đặc biệt lân giáp, làn da ngũ thải ban lan, thậm chí có nhân sinh có 4 năm con con mắt, mấy cái tay cánh tay, đủ loại, kỳ dị đến cực điểm. Những người này hoặc là tại chính mình trong đình viện, hoặc là xếp bằng ở bên đường cây nhỏ dưới, hoặc là trên đường uể oải hành tẩu, hoặc là cưỡi xa hoa chiến xa trong thành lao nhanh mà đi. Giang giật cùng Giang tiểu nô tùy ý nhìn lướt qua, liền có thể phát hiện ít nhất có 10 vạn yêu tộc, đây là nhìn thấy thành trì một cái góc. Ông, Hắc Long thân thể lóe lên, biến thành lãnh khốc Hắc Thần, hắn chỉ vào nơi xa một tòa cự đại hoàng kim cung điện nói, đi thôi, đi trước gặp đại đế. Suy suy, Hắc Long hướng phía dưới phóng đi, sừng sững tại vòng bảo hộ biên giới, trong tay Hắc Quang lấp lánh, vòng bảo hộ từ từ mở ra một cái khe, Thiên Thiên cười giải thích nói, hai vị mời đến đi, Huyền Vũ thành vòng bảo hộ người bình thường là mở không ra, liền xem như bán thần cường giả cũng đừng hòng tiến vào, vô tận biển sâu ức vạn vạn yêu tộc, cũng chỉ có đạt tới yêu đế cảnh mới có tư cách tiến vào huyền vũ thành. Mạnh mẽ, Giang giật cảm khái một tiếng, nội tâm âm thầm ngờ vực vô căn cứ, cái này huyền vũ thành có bao nhiêu yêu đế trăm vạn ngàn vạn vẫn là ức vạn trong đầu của hắn cũng hiện ra năm đó yêu tộc cùng nhân tộc hai bên ức vạn đại quân xung kích tràng cảnh, không chỉ có tâm trí hướng về. Tiến vào trong hộ cháo, hắc thần tại phía trước dẫn đường bay thẳng trong thành cao lớn nhất cung điện hùng vĩ, Giang giật mang theo Giang Tiểu Nô đi theo bay ở thành trì trên không, trên thân hai người rất rõ ràng nhân tộc khí tức cũng kinh động đến vô số yêu tộc. Nhìn thấy hắc thần cùng thiên thiên, đám yêu tộc cũng đều từng mảnh từng mảnh cung kính quỳ xuống hành lễ. Giang giật hai người đi theo hắc thần cùng thiên thiên, cũng không có yêu tộc dám khiêu khích, đương nhiên. Rất nhiều yêu tộc trong mắt vẫn là có rõ ràng địch ý, thậm chí có chút yêu tộc trong mắt còn hiện lên thị huyết hồng quang. Giang giật rung động hiện Giang Tiểu Nô có chút sợ hãi, bắt lấy tay của nàng có chút dùng sức ta cái sau trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào rất nhanh bình tĩnh không ít a à thiên thiên huyền vũ thành thiên địa nguyên khí thật là nồng nặc a à, ít nhất là phía ngoài gấp năm sáu lần a à. giang giật tiến thành cũng cảm giác được toàn thân rất là thoải mái tùy ý cảm ứng thoáng cái lại phát hiện nơi này cùng thần tứ bộ lạc đồng dạng thiên địa nguyên khí nồng nặc dọa người ha ha thiên thiên cười nhạt một tiếng chỉ vào phía dưới cung điện nói những cung điện này toàn bộ đều bởi thiên thạch tạo dựng mà thành người nói nơi này thiên địa nguyên khí có thể không nồng đậm sao huyền vũ dưới thành mới còn có một đầu lớn đến không biên giới thần mạch thành nội còn có tụ linh đại trận người chờ chút đi huyền vũ cung nơi đó nguyên khí càng dày đặc cùng thần tứ thành không có khác nhau thiên thạch sang giật trợn trắng mắt khó trách thiên thiên cạnh tranh động tình lúc hô lên trăm tỷ giá trên trời mí mắt đều không nháy mắt thoáng cái thiên thạch đối với bọn chúng tới nói căn bản không tính chuyện gì yêu tộc tu luyện mặc dù cũng là dựa vào thiên địa nguyên khí nhưng chưa từng luyện hóa thiên thạch vô tận biển sâu địa bàn quá tốt đẹp lớn, thiên thạch lấy không hết, dùng mãi không cạn. À bên kia lại có một tòa hồ, phi hành một đoạn thời gian, phía trước đột một xuất hiện một mảnh màu xanh lam hồ lớn, nơi này là vô tận trong biển sâu, thế mà xuất hiện một cái hồ tự nhiên để giang giật cùng giang tiểu nô rất là kinh ngạc. Thiên thiên cười giải thích đến, kia là thần hồ, là lão tổ tông làm ra, sở hữu hưu tộc đều có thể đi vào ôn dưỡng, ôn dưỡng 10 năm, nhục thể có thể cường đại gấp đôi. Ngao lư tiền bối quá lợi hại, Giang giật giơ ngón tay cái lên, so sánh nhân tộc yêu tộc chú trọng hơn nhục thể. Yêu tộc có được bảo vật dù sao thiếu, dựa vào vẫn là cường đại nhục thể. Còn có quỷ dị yêu thuật. À, đó là cái gì? Lần nữa phi hành một khoảng cách, Giang giật lại nhìn thấy phía trước có một mảnh đủ mọi màu sắc vũng bùn, rất nhiều yêu tộc còn tại trong vũng bùn ngâm, toàn thân làn da trở nên đủ mọi màu sắc, nhìn rất là buồn nôn. Thiên Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia ác tâm, mở ra cái khác con mắt giải thích nói, đây là độc chiều có thể làm cho thân thể có được độc tính, loại này độc dịch còn có thể ăn mòn yêu lực cùng nguyên lực, có thể nhẹ nhõm phá vỡ thần thuẫn. Đây cũng là lão tổ tông làm ra, một đường bay đến, giang giật còn chứng kiến hồn hồ, trong hồ ngâm linh hồn có thể được đến ôn dưỡng, cũng nhìn thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ chơi, ngao lư tại huyền thần cung bên trong chờ đợi hơn 70 vạn năm, ngoại trừ tu luyện liền là lĩnh hội các loại vật kỳ quái, ngược lại để yêu tộc thu hoạch không ít. Huyền vũ cung rất nhanh tới, nhìn qua phía trước tòa kia cung điện hùng vĩ, cảm thụ được bên trong truyền đến cổ lão tăng thương khí tức, Giang giật hoảng hốt ở giữa tựa như thấy được 70 vạn năm trước, vô số đại yêu tề lực kiến tạo thần cung hùng vĩ tràng cảnh. Đi vào đi, thiên thiên thân thể nhẹ nhàng rơi vào tại cung điện cửa chính, một đầu lục sắc mái tóc nhẹ nhàng phiêu diêu, xinh đẹp làm người ta không dám nhìn thẳng, giang giật mang theo giang tiểu nô bay xuống tới, nhìn thấy cung điện bên ngoài một loạt hắc giáp quân sĩ, cảm nhận được trên người bọn họ truyền đến cường đại thú uy, trong mắt để lộ ra đến băng lãnh sát khí không nhịn được có chút tự hào sợ là cái này huyền vũ cung thành lập đến hắn cùng gian tiểu nô là duy nhất có thể đứng ở cung điện này bên ngoài nhân tộc a yêu tộc cùng nhân tộc ân oán bút mắt, giang giật không muốn để ý tới cũng không quản được lớn bao nhiêu năng lực làm chuyện lớn gì hắn tự thân đều quản không được vẫn là quản nhân tộc đại đạo kia là ngu mốc hành vi hắn cũng không vì đem yêu tộc đại đế phóng xuất mà cảm giác được xấu hổ bất an huyền đế nhân vật như vậy hắn cũng dám đem ngao lưu phóng xuất giang giật lại sợ cái gì tiểu tử còn đứng ngây đó làm gì cút ngay lập tức vào đây một đạo uy nghi thanh âm già nua vang lên đem giang giật giật mình tỉnh lại hắn vội vàng cười khổ lôi kéo giang tiểu nô tại thiên thiên hắc thần dẫn đầu hạ hướng bên trong đi đến vượt tiến vào liền thấy một cái siêu cấp đại điện đại điện bên trong không có cái gì chỉ có mấy trăm cây đồ đằng trụ mỗi một cây đồ đằng trụ bên trên đều khắc họa lấy một cái cường đại yêu thú bệ ngạn thú toàn nghe thú ly vẫn thú, tiêu Đồ thú, côn bằng thú, bao hào thú. Những cái này đều là năm đó chiến tử thượng cổ đại yêu, toàn bộ đều là đỉnh phong yêu hoàng. Thiên thiên giải thích một câu, mang theo giang giật hướng bên cạnh một đầu hành lang đi đến, giang giật thấy thổn thức không thôi, đỉnh phong yêu hoàng, cái kia chính là cùng ngao lư đồng dạng thực lực. Trong này đồ đằng trụ ít nhất có mấy ngàn cây A kia đại biểu có mấy ngàn con đỉnh phong yêu hoàng thượng cổ thời đại yêu tộc quả nhiên cường đại, bất quả những này yêu hoàng cơ bản đều là bị huyền đế đánh giết, kia huyền đế nên có bao nhiêu cường đại. Theo một đầu hành lang đi thời gian một nén nhang, Giang giật cùng Giang Tiểu Nô đã tới một cái uy nghiêm đại điện bên trong. Đại điện bên trong ngồi một số người, liếc nhìn lại có chừng hơn 30, ngao lư ngồi tại phía trên nhất hàn băng vương tỏa bên trên, Giang giật tùy ý quét qua kia hơn 30 người, lập tức âm thầm kinh hãi, cái này hơn 30 người khí tức lại cùng hắc thần tương xứng, toàn bộ đều là yêu hoàng. Bá bá bá, toàn bộ yêu hoàng đồng loạt đứng dậy, cung kính nhìn qua Giang giật, hắc thần cũng đi tới, lập tức bọn chúng làm ra một cái để giang giật thạch hóa động tác. Yêu hoàng bọn họ chỉnh tề một gối quỳ xuống, không người quát khẽ nói, vô tận biển sâu 36 phong hào yêu hoàng, đại biểu ức vạn vạn yêu tộc khấu tạ giang giật công tử đại ân. chương 858, đem huyền thần cung đem tới tay. 36 vị yêu hoàng, tương đương với 36 vị lôi bán tiên, nói không chừng một chút thực lực cường đại yêu hoàng còn muốn thắng qua lôi bán tiên, giờ phút này lại toàn bộ đối với mình quỳ xuống giang giật cảm giác đầu tiên cũng không có tự hào cùng kiêu ngạo, mà là sợ hãi, hắn thân thể run lên liền muốn né qua một bên, hắn sợ chính mình giảm thọ. Ha ha ha, phía trên băng phong vương tọa ngồi lấy ngao lư nhìn thấy giang giật kia thấp thỏm lo âu dáng vẻ cười lên ha ha, khoát tay trận lại nói, được rồi, đừng dọa hỏng tiểu tử này, toàn bộ đi xuống đi, bản tọa cùng tiểu tử này tâm sự, thiên thiên mang theo tiểu nha đầu đi vòng vòng huyền vũ cung. Vâng, đại đế, 36 vị yêu hoàng khởi thân hướng ngao lư vừa chắp tay, bước nhanh mà rời đi, thiên thiên cũng hướng giang tiểu nô khẽ mỉm cười nói, tiểu nô muội muội đi, ta dẫn ngươi đi ăn được lần cùng ngươi đã nói mỹ vị. Giang tiểu nô hướng giang giật xem ra, giang giật nhẹ gật đầu, nàng khôn khéo đi theo thiên thiên đi xuống, ngao lư vung tay lên nói, tiểu tử, tùy ý ngồi đi. Tại cái này huyền vũ cũng coi như nhà mình đồng giặc, ngươi như lại đến quen thuộc, về sau cũng đừng tại thần tứ thành bị kia điều khí, dứt khoát ở lại đây hạ. Giang giật đáp lại cười khổ, không tốt công khai cự tuyệt, hắn nói thế nào đều là nhân tộc, cùng một đám đại yêu ở làm sao có thể dễ chịu tựa như thiên thiên, ngươi để nàng đi thần tứ đảo ở lại mấy năm, khẳng định cũng sẽ không thói quen. Người liền là người, yêu liền là yêu, dù cho cái này huyền vũ thành nhìn cùng thần tứ thành không có khác nhau, nhưng ở cái này lại lâu, Giang giật sợ chính mình cũng đã mất đi nhân tính, biến thành một cái hình người đại yêu. Ngao lư cũng không miễn cưỡng, ngược lại híp mắt tò mò hỏi, tiểu tử, Người khi đó là thế nào xem thấu huyền đế bố trí còn có người tiểu tử đan điền cùng linh hồn như thế nào cùng nhân tộc không giống a à có phải hay không bởi vì người cái này kỳ dị linh hồn mới xông qua hoàng tuyền lộ. Giang giật khẽ giật mình, hồi tưởng một hồi, cũng có chút buồn bực nói ra, cụ thể ta cũng không biết, ta cũng là cùng đường mạt lộ mới mạo hiểm thử một lần, không nghĩ tới thế mà xong rồi. Ta lúc ấy nghĩ đến, huyền đế không có khả năng để một nhóm nhân tộc tinh anh vào đây chịu chết, đã như vậy kia mỗi một quan khẳng định có mệnh môn chỗ, chỉ cần tìm được mệnh môn, cái này cửa ải tự tự sụp đổ. Thông minh, Ngao Lư nhẹ gật đầu, thở dài một hơi nói, mặc dù bản tọa bị huyền đế mệt nhọc hơn 70 vạn năm, hận không thể ăn thịt của hắn, quát máu của hắn, nhưng không thể không thừa nhận huyền đế thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài, huyền thần cung cũng làm chi không thẹn là thiên tinh giới đệ nhất trí bảo. Giang giật trong lòng hơi động, tò mò hỏi, tiền bối, huyền thần cung bên trong thật sự có huyền thần đao cùng huyền thần khải sao hai món trí bảo này thật là thần khí trong truyền thuyết sao sang giật nghe nói qua huyền thần cung giờ phút này ngay tại đông hoàng đại lục huyền thần trên núi mặc dù không biết đến cùng trong lúc đó chuyện gì xảy ra huyền thần cung làm sao lại ra huyền thần trên núi những sự tình này cũng không tốt nghe ngóng nhưng mỗi một cái võ giả đều ước mơ lấy binh khí mạnh nhất cùng chiến khải hắn vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi thăm ha ha ngao lư cười nhạt một tiếng lắc đầu nói không phải bản tọa không muốn nói cho ngươi biết là bản tọa đáp ứng huyền đế không thể thiết ra ngoài huyền thần cung bên trong tình huống trên thực tế hôm nay bản tọa bảo ngươi tới cũng là cùng huyền thần cung có quan hệ a à, giang giật ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chắp tay nói tiền bối mời nói ngao lư đột nhiên đứng lên trong mắt lóe lên vẻ đắc ý khóe miệng lại lộ ra một vòng lãnh ý nói bản tọa muốn ngươi đi một chuyến đông hoàng đại lục đem huyền thần cung đem tới tay cái gì giang giật thân thể run lên bị dọa đến không nhỏ dừng một chút vội vàng đầu lắc đến chống lúc lắc nói ra, tiền bối, không phải tại hạ tự coi nhẹ mình, ta nghe nói huyền thần cung gia huyền thần sơn năm sáu năm đi cửu đế gia tộc người đều lên không được huyền thần sơn, ta chút thực lực ấy làm sao có thể bên trên phải đi mà lại ta đắc tội cửu đế trong gia tộc mấy cái gia tộc, vừa ra đông hoàng đại lục, khẳng định sẽ bị chiêm tinh sư khóa chặt khí tức, cũng sẽ bị cửu đế gia tộc truy sát đến chết. Hừ, ngao lư trùng điệp hừ một cái, đùa cợt nói ra tiểu tử, bản tọa cho ngươi đi, tự nhiên có bản tọa đạo lý, còn như huyền thần sơn vì sao tất cả mọi người không thể đi lên, điểm này bản tọa rõ ràng nhất. Bản tọa cũng không gạt ngươi, kỳ thật, là bản tọa động tay chân, đừng nói cửu đế gia tộc người, trong vòng 5 năm coi như kia cửu đế đều lên không được huyền thần sơn. 5 năm sau huyền thần sơn cấm chế hội buông lỏng, đến lúc đó rất nhiều người đều có thể đi lên, ngươi nhất định phải cái thứ nhất đi vào, tiểu tử ngươi rất thông minh có thể thấy rõ huyền đế tâm tư, cũng là nhất có cơ hội lấy được huyền thần cung. Ây, Giang giật trợn trắng mắt, Nghe nói cửu đế gia tộc có vô số con em ngày đêm đều tại huyền thần dưới núi leo lên, còn có đếm không hết đông hoàng đại lục con dân vắt hết óc nghĩ bỏ lên trên huyền thần sơn đi, nhưng coi như cửu đế cũng chỉ có thể bỏ lên trên giữa sườn núi, tất cả mọi người coi là đây là huyền đế bố trí, lại không nghĩ rằng lại là ngao lư dở cho quỷ. Hừ, ngao lư trên mặt lộ ra một tia lãnh ra, tự nhủ, huyền thần cung huyền đế thiết lập đời tiếp theo chủ nhân nhất định phải là nhân tộc tinh anh, bên trong cũng có vô số dị bảo, đạt được huyền thần cung có có thể được huyền đế truyền thừa, chiến lực tiêu thăng. Cửu đế gia tộc năm đó từng đánh chết chúng ta vô số đại yêu, bản tòa tự nhiên không muốn bọn hắn đạt được huyền thần cung, giống như cho cửu đế đạt được huyền thần cung, đối với yêu tộc cũng là hủy diệt tính tai nạn. Tiểu tử ngươi cùng yêu tộc có chút nguồn gốc, cũng là bản tọa ân vậy mà, sở dĩ. Bản tọa tự nhiên hy vọng ngươi đạt được huyền thần cung. Thế nhưng là, Giang giật nuốt nước miếng một cái nói, tiền bối, tại hạ linh hồn khí thức bị mấy cái gia tộc chiêm tinh sư đều khóa chặt, một khi ra đông hoàng đại lục, tuyệt đối sẽ bị đuổi giết, ta chúc thực lực ấy, tùy ý xuất hiện một cái lão gia hỏa đều có thể diệt sát ta, đừng nói vào huyền thần cung, sợ là huyền thần sơn đều không có cách nào tới gần. Trước kia giang giật cho là hắn độn thiên là vô địch, có thể tự do xuyên thẳng qua thoát đi, tại đăng thiên phong một trận chiến về sau, hắn mới tỉnh ngộ tới. Thế giới này cường giả nhiều lắm, kỳ dị đại thần thông cũng quá là nhiều không gian đạo văn cũng không phải là chỉ có thần tứ bộ lạc cường giả mới có thể, đi đông hoàng đại lục nếu là có lão gia hỏa truy sát, nhẹ nhõm có thể đem hắn theo trong hư không chấn động ra, tiếp theo đơn giản diệt sát. Còn có lôi bán tiên loại kia thời gian đạo văn, ai có thể cam đoan đông hoàng đại lục không có biết cái này loại đạo văn cường giả, nếu có người để thời gian ngược dòng, hắn tiến vào vết nứt không gian bên trong, nhân ra cũng có thể để thời gian ngược dòng, nhẹ nhõm bóp chết. Đông Hoàng Đại Lục hảo hán vô biên, nghe nói có 108 vực, mỗi một vực đều có thần tứ bộ lạc lớn như vậy, Đông Hoàng Đại Lục có bao nhiêu cường giả có bao nhiêu bán thần giang giật không biết, hắn chỉ biết là cửu đế gia tộc có thể đứng ngạo nghế tại Đại Lục ở bên trên hơn 70 vạn năm, năng lực áp thần tứ bộ lạc cùng vô tận biển sâu khẳng định có được không thể tưởng tượng nội tình, ai dám xem thường cửu đế gia tộc đều sẽ chết không có chỗ chôn Linh hồn khí tức chuyện nào có đáng gì? Ngao Lư không thèm để ý chút nào cười nói, vô tận trong biển sâu có mấy ngàn vạn loại yêu tộc, trong đó có được cải biến linh hồn khí thức yêu thuật yêu tộc ít nhất có mấy trăm loại, trong biển sâu còn có rất nhiều cải biến linh hồn khí thức dị bảo. Bất quá, yêu tộc đồ vật, người vẫn là không nên dùng, nếu không trên thân lại có yêu khí, rất dễ dàng bị đông hoàng đại lục lão ra hỏa dò xét đến, phán đoán là yêu tộc gian tế đánh giết. Hắn con người chuyển động, nghĩ một lát, rất nhanh có chú ý nói, đúng rồi, huyền vũ thành nam bên cạnh trăm vạn lý kim ô nhất tộc trong địa bàn có một cái tự nhiên bí cảnh kim ô nhất tộc huyễn ảnh yêu thuật liền là ở bên trong cảm ngộ quay đầu ngươi đi bí cảnh cảm ngộ một phen nếu là cảm ngộ huyễn ảnh thần thông ngươi không chỉ có thể tùy ý cải biến bề ngoài còn có thể cải biến linh hồn khí tức coi như cửu đế tự truy sát không được ngươi thật giang giật hổ khu chấn động như thật có thần thông như thế vậy hắn liền có thể quang minh chính đại hồi trở lại đông hoàng đại lục cũng có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện tô như tuyết tìm kiếm y phiêu phiêu chương 859, hỏa xà lam thế gian bảo vật ngàn vạn rất nhiều bảo vật cũng có thể làm cho người cải biến ngoại hình, tỉ như dịch hình đan, bách biến mặt nạ, huyễn thạch, nhưng một người linh hồn khí tức là thế nào đều không cải biến được, đây là linh hồn bên trong khí tức, người lại biến linh hồn luôn không khả năng cải biến A. À. Sở dĩ chiêm tinh sư tại Đông Hoàng Đại Lục rất nổi tiếng, có được chiêm tinh sư bất luận cái gì cừu địch đều có thể truy tung, những cái kia siêu cấp gia tộc cũng có thể uy hiếp quần hùng, tại Đông Hoàng Đại Lục cường giả là tuyệt đối không dám chọc có được chiêm tinh sư đại gia tộc nếu quả như thật có thể tùy ý cải biến linh hồn khí tức biến ảo bề ngoài như vậy thì tính toán đứng tại tà phi bên người hắn cũng không nhận ra được a à. coi như giết tà phi giang giật có được độn thiên trong nháy mắt thoát đi lại thay đổi bề ngoài linh hồn khí tức tà gia cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chẳng lẽ lại tà gia gặp người tự giết tùy thời có thể dùng đào tẩu tùy thời có thể dùng ẩn núp tùy thời có thể dùng giết người giang giật nghĩ tới đây toàn thân đều run rẩy nếu quả như thật có thể cảm ngộ huyễn ảnh thần thông thiên hạ chi đại hắn nơi nào không thể đi cửu đế gia tộc coi như lại cường đại lại có thể làm sao hắn hắn có thể nghĩ biện pháp dò xét đến tôi như tuyết tin tức tiếp theo vận dụng hết thảy thủ đoạn đưa nàng nghĩ cách cứu viện ra còn có thể một đường tại đông hoàng đại lục tìm hiểu y phiêu phiêu dư ôn tin tức đúng rồi nghĩ đến y phiêu phiêu cùng dư ôn giang giật hít hai hơi thật sâu để cho mình chấn định lại nhìn qua ngao lư hỏi tiền bối có thể hay không giúp ta tìm hiểu kế tiếp gọi y phiêu phiêu nữ tử còn có một cái gọi dư ôn cường giả hai người này cũng đều là đông hoàng đại lục đại gia tộc người vô tận sâu hải hòa đông hoàng đại lục là đối lập hai bên thời khắc đều đề phòng đối phương tiến công giang giật phỏng đoán vô tận trong biển sâu nhiều như vậy kỳ dị yêu tộc hẳn là sẽ có trinh sát tại đông hoàng đại lục ẩn núp dò xét tình báo mà lại tin tức hẳn là so thần tứ bộ lạc kỹ càng gấp trăm lần nghìn lần cái này đơn giản ngao lư không thèm để ý chút nào quát khẽ một tiếng nói truyền ảnh hoàng vào đây suy một đạo gió nhẹ tạo nên một tên người mặc thanh giáp yêu hoàng đột ngột ra đại điện bên trong, Giang giật cũng không biết hắn là như thế nào vào đây, không gian cũng cảm giác không có nửa điểm ba động. Ngao lư ánh mắt khóa chặt ảnh hoàng nói, người cũng đã biết đông hoàng đại lục có một tên gọi y phiêu phiêu nữ tử còn có dư ôn, Giang giật nói đều là đại gia tộc. Ảnh hoàng bề ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, đặt ở trong đám người tuyệt đối không ai xem lần thứ hai, hắn dừng một chút chắp tay nói, đại đế, ta cần điều một chút tư liệu, cho ta nửa canh giờ. Đi thôi, Ngao Lư vung tay lên, ảnh hoàng thân thể lóe lên hóa thành thanh phong lại biến mất, Giang Giật ảnh tử cũng không thấy, ảnh hoàng tự biến mất, nội tâm của hắn cũng lo lắng bất an, cũng không biết cái này ảnh hoàng có thể hay không tra được. Tiểu tử, khác đừng lo lắng, Ngao Lư tự ngạo nói ra, ảnh hoàng nhất tộc tới vô ảnh đi vô tung, nhất thiên tinh giới nhất cường đại trinh sát, có một không hai, đông hoàng đại lục đại gia tộc tử đệ thành viên bọn hắn đều có ghi chép, chỉ cần có cái này hai người, vậy tuyệt đối có thể tra được vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi giang giật gà con mổ thóc gật đầu ngao lư mày kiếm vẩy một cái trầm giọng hỏi tiểu tử mới vừa nói sự tình đâu người đến cùng có đáp ứng hay không a à không đáp ứng bản vả cũng không giúp ngươi tìm người thành giang giật cắn răng trọng trọng gật đầu nói tiền bối chỉ cần thật có thể cải biến linh hồn khí thức cái này đông hoàng đại lục ta tự đi một chuyến huyền thần cung ta cũng sẽ đem hết toàn lực đạt được ta còn muốn huyên náo đông hoàng đại lục long trời lở đất Tốt, Ngao Lư cười ha hả, ngươi yên tâm đi náo đi, đến lúc đó chúng ta yêu tộc thu mua nhân tộc khôi lỗi cũng toàn bộ điều cho ngươi dùng, đương nhiên. Yêu tộc tại Đông Hoàng Đại Lục trinh sát cùng ẩn núp yêu tộc ngươi không thể động, nếu không cho cửu đế gia tộc hội tiêu diệt toàn bộ không còn. Mà lại ngươi như điều động yêu tộc, cũng sẽ trở thành nhân loại công địch, nhân tộc có thể nội đấu, nhưng tuyệt không thể cùng yêu tộc liên hợp, đây là Đông Hoàng Đại Lục quy củ. Đa tạ tiền bối, Giang giật thật sâu cúi đầu, hắn con người nhất chuyển, nghĩ đến Giang Tiểu Nô, hỏi lần nữa, tiền bối, người có nghe nói qua mặc vũ tộc liền là muội muội ta chủng tộc, các nàng nhất tộc không biến thân lúc, không có nửa điểm chiến lực, sau khi biến thân thực lực tiêu thăng, giờ phút này nàng mặc vũ thần công tu luyện tới đệ nhị trọng đỉnh phong, chiến lực đã đạt đến thiên quân đỉnh phong, đáng tiếc nàng không có đệ tam trọng công pháp. Còn có như thế kỳ dị chủng tộc, Ngao Lư có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói, Đông Hoàng Đại Lục ngược lại là có chút đặc thù chủng tộc, bất quá mặc vũ tộc bản tọa chưa từng nghe thấy trễ chút các loại trở ảnh hoàng trở về, người hỏi một chút hắn đi, bản tọa mới từ huyền thần cung ra không lâu, hơn 70 vạn năm qua đi, thiên tinh giới phát sinh rất nhiều biến hóa. Tốt, Giang giật ngồi ở một bên, nội tâm chờ đợi vô cùng chờ đợi ảnh hoàng trở về, hô hấp cũng hơi trở nên gấp rút. Ngao lư trầm tư một chút, lần nữa mở miệng nói, tiểu tử, còn có một việc bản tọa muốn nhờ ngươi, là liên quan tới thiên thiên. Thiên thiên, Giang giật nhướng mày, đứng dậy hỏi, thiên thiên thế nào tiền bối mời nói. Ngao lư trên thân đột một xuất hiện một tia nhàn nhạt sát khí, làm cho cả đại điện đều trở nên một ngạt. Hắn khe khẽ thở dài nói, chúng ta huyền vũ nhất tộc Thạo nguyên rất dài, lực phòng ngự siêu cấp biến thái, gần như tại vô tận biển sâu là giết không chết tồn tại. Sở dĩ huyền vũ nhất tộc trước kia một mực lại yêu tộc bên trong nhất cường đại mấy tộc một trong. Năm đó nhân tộc yêu tộc khai chiến, yêu tộc tao ngộ đại nạn, chúng ta nhất tộc bị đánh chết không ít, thực lực đại tồn, bản tọa cũng bị huyền đế nhốt. Bản tọa từ trước bá đạo, cũng làm cho rất nhiều yêu tộc bất mãn, bản tòa bị tù sau chúng ta huyền vũ nhất tộc gặp còn lại mấy tộc liên thủ thanh tẩy, cơ hồ bị đồ sát sạch sẽ, chỉ để lại thiên thiên phụ thân nhất mạch kia, ẩn thân tại vô tận biển sâu phía bắc trong động băng. Đáng tiếc, tại bản tòa xuất quan trước, bọn hắn cũng bị phát hiện, bản tòa khi trở về toàn bộ đều bị đánh chết, chỉ còn lại thiên thiên bị phụ thân hắn bảo vệ may mắn trốn được một mạng, nhưng thiên thiên linh hồn vẫn như cũ chúng kịch độc. Nếu như không có một vị linh dược lời nói, thiên thiên sống không được 10 năm, ây giang giật khẽ giật mình không nghĩ tới thiên thiên thân thế như thế đáng thương không bằng hắn lại có chút kỳ quái dùng ngao lưu năng lượng vô tận biển sâu ức vạn yêu tộc đều không lấy được linh dược này hắn giang giật liền có thể cho tới ngao lưu nhìn ra giang giật trong mắt nghi hoặc hắn thở ra một hơi dài nói bản tòa có một loại luyện đan đơn thuốc có thể luyện ra thần đan giải thiên hạ vạn độc đan phương này cũng là tại huyền thần cung bên trong lấy được luyện chế thần đan cần 10 loại linh dược trong đó chín loại bản tỏa đã đem tới tay kém duy nhất hỏa xà lam. Cái này hỏa xà lam toàn bộ thiên giai tinh chỉ có Phật đế thành phụ cận luyện ngục phế tích bên trong có được. Cái này luyện ngục phế tích yêu tộc là không có cách nào trà trộn vào đi, chúng ta yêu tộc khống chế nhân tộc cũng căn bản lăn lộn không đi vào. Phật đế thành đối với cái này luyện ngục phế tích khống chế được rất nghiêm ngặt, người đi đông hoàng đại lục nghĩ biện pháp đi một chuyến Phật đế thành, đương nhiên. Chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, thiên thiên sống hay chết, tự xem phải chăng có hỏa xà lam. Phật đế thành, Giang giật trong đầu hiển hiện một cái thiếu nữ tóc tím tuyệt thế dáng người, mấy năm trôi qua, không biết Y Thiền phải chăng còn nhớ rõ hắn cái kia Mỹ lệ thiếu nữ phải chăng đã gả cho người. Tốt, dừng một chút, hắn trịnh trọng chắp tay nói tiền bối, nếu ta có thể đi Đông Hoàng Đại Lục, nhất định nghĩ biện pháp đi một chuyến Phật Đế Thành, làm một gốc hỏa xà lam cứu chữa thiên thiên. Cắt cắt chương 860, Kim Ô Bí Cảnh, ảnh hoàng nửa canh giờ không đến liền trở lại, mang đến một chồng thật dày tư liệu, hắn đem tư liệu đưa cho Giang giật về sau, trầm mặc ở một bên đứng thẳng, Giang giật kỳ quái tiếp nhận mở ra sau khi lại trợn tròn mắt. Tài liệu này rất dày, phía trên có vô số cái y phiêu phiêu cùng dư ôn tư liệu, có rất kỹ càng, gia tộc tuổi tác thực lực, thậm chí bậc cha chú thành viên gia tộc đều có ghi chép, có cũng rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy lời. Phía trên ít nhất có mấy vạn cái y phiêu phiêu cùng dư ôn tư liệu, yêu tộc trinh sát quả nhiên cường đại. Giang giật kiên nhẫn từng cái xem xét, lấy ra một cọng lông bút, đem hoàn toàn không phải người phát họa đi, tỉ như một chút y phiêu phiêu niên kỷ đều bảy tám chục, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Ngao lư cũng không vội, ảnh hoàng càng cùng một cái gỗ đứng sừng sướng ở bên cạnh, gian giật từng cái loại bỏ, hao tốn hơn một canh giờ rốt cuộc đem mấy vạn cái y phiêu phiêu toàn bộ xem hết, cũng đem bên trong gần như đại bộ phận cho bài trừ mất, chỉ còn lại trong đó hơn 100 cái. Còn như dư ôn, kia càng khó khăn điều tra, bởi vì hắn căn bản không biết dư ôn là nam hay là nữ, niên kỷ bao lớn, thực lực mạnh cỡ nào, chỉ có thể đem tranh lệch quá xa bài trừ đi, cuối cùng cũng còn lại hơn 300 cái dư ôn. Ảnh Hoàng đại nhân, có thể hay không phiền Phước Yêu tộc giúp ta điều tra một chút cái này vài trăm người, nhìn một chút các nàng phải chăng đi qua Đông Hoàng Đại Lục. Đúng rồi, Giang giật đem tư liệu đưa cho Ảnh Hoàng, lập tức nghĩ đến một điểm, lại nói ra, 6, 7 năm trước, Y Phiêu Phiêu còn tới qua Thần Tứ Bộ Lạc, mang theo một tên bán thần cường giả, cùng Lục gia cường giả đại chiến qua, ta có thể vẽ ra hai người chân dung. Tốt, ảnh hoàng trầm tự nhẹ gật đầu, giang giật lấy ra giấy bút, nhanh chóng vẽ tranh, rất mau đem y phiêu phiêu cùng tên kia bán thần cường giả chân dung phát họa ra, giống như đúc, ảnh hoàng sau khi nhận lấy gật đầu nói, công tử yên tâm, ta nhất định toàn lực điều tra, cần phải tìm tới người ngươi muốn tìm. Ảnh hoàng, ngao lư cũng mở miệng nói, giang giật muội muội là mặc vô tộc, có thể biến thân, mặc vũ thần công đạt tới đệ nhị trọng đỉnh phong, sau khi biến thân thực lực là thiên quân đỉnh phong, đông hoàng đại lục nhưng có dạng này kỳ dị trùng tộc. Ảnh hoàng sướng sờ, lập tức rất trả lời khẳng định nói, không có. Giang giật nhướng mày, có chút hoài nghi nói ra, ảnh hoàng đại nhân, người không cần tra một chút. Không cần, ảnh hoàng khẳng định nói ra, toàn bộ thiên tinh giới đặc thù chủng tộc ta đều có hiểu rõ, cũng không có công tử nói đủ loại này tộc, mặc vũ tộc ba chữ, ta còn là lần đầu tiên nghe qua. Vậy liền kỳ quái, Giang giật hồ nghi nháy nháy mắt, suy tư một hồi khoát tay nói, kia trước cha y phiêu phiêu cùng dư ôn hai người này đi. Tìm tới y phiêu phiêu, Giang tiểu nô thân thế chi mê tự sụp đổ, có yêu tộc hỗ trợ, Giang giật lại loại bỏ nhiều người như vậy, chắc hẳn hẳn là rất dễ dàng dò xét a. À. Tốt, tiểu tử, ngao lư phất tay để ảnh hoàng xuống dưới, trầm giọng nói ra, chuyện ngươi muốn làm, đã cấp cho ngươi, có tin tức yêu tộc người cũng có thể trước tiên thông báo ngươi. Ngươi nhìn cái gì thời điểm đi kim ô tộc bí cảnh, cảm ngộ huyễn ảnh thần thông huyền thần cung thế nhưng là 5 năm sau liền muốn mở ra, thiên thiên cũng chỉ có thể sống 10 năm, người càng sớm xuất phát thiên thiên có thể sống được cơ hội lại càng lớn ngao lư cũng là không cách nào yêu tộc khống chế nhân loại khôi lỗi thực lực đều không mạnh cho dù có cường giả cũng rất khó trà trộn vào phật đế thành phụ cận luyện ngục phế tích bên trong sang giật tiểu tử này mặc dù thực lực cũng không tính cường hoành nhưng có thể xem phá huyền đế bố trí ngao lư đối với hắn rất là coi trọng cũng cảm thấy hắn nhất định có thể được đến hỏa xà lam ta cùng tiểu nô dặn dò một tiếng lập tức lên đường giang giật cũng hận không thể chắp cánh bay đi đông hoàng đại lục hắn sớm một ngày đi đông hoàng đại lục tô như tuyết liền thiếu đi bị cực khổ một ngày ngao lư nhẹ gật đầu quát khẽ một tiếng thiên thiên mang theo tiểu nha đầu đến đây đi không lâu lắm thiên thiên mang theo giang tiểu nô đi tới giang giật đem tình huống cùng giang tiểu nô nói một lần giang tiểu nô sau khi nghe xong câu nói đầu tiên tựu nói ra thiếu ra ta đi theo ngươi đông hoàng đại lục không được giang giật nghe xong vội vàng từ chối không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng nói ra, việc này không thể làm ẩu, chờ ta cảm ngộ huyễn ảnh thần thông, ta tự mang ngươi hồi trở lại thần tứ thành đi, lần này ai cũng không thể đi, ta mang theo các ngươi ngược lại nguy hiểm hơn. Giang tiểu nô như một cái sư tử nhỏ cùng Giang giật đối mặt, cắn cắn bối môi nói ra, thiếu ra không cho ta đi, ta liền tự mình đi, trừ phi thiếu ra đem ta trói lại, hoặc là đem ta giết. Ngươi, Giang giật tức giận đến thân thể phát run, ngao lựa ở một bên nghe được không kiên nhẫn được nữa, đôi mắt nhất chuyển, truyền âm nói, tiểu tử, người đi trước kim ô tộc bí cảnh đi, quay đầu bản tỏa giúp người điều giáo nha đầu này một phen, để nàng thực lực mạnh lên một chút, người yên tâm. Có bản tỏa tại, tiểu nha đầu không ra được sự tình. Tốt, Giang giật âm thầm gật đầu, để Giang tiểu nô đi thần tứ thành, tiền vạn quán bọn hắn khẳng định xem không ở, lưu tại cái này không chỉ có thể tăng thực lực lên, có ngao lưu tại tiểu nô cũng không có cách nào chạy đi, có thiên thiên bồi tiếp nàng cũng sẽ không tịch mịch. Hắn cũng không cùng Giang Tiểu Nô dây dưa, mập mờ nói hai câu ngao lư liền để hắc thần mang theo giang giật đi kim ô tộc bí cảnh giang tiểu nô sợ giang giật bỏ xuống nàng quả thực là muốn đi theo giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể mang lên nàng thiên thiên cũng chỉ có thể cười khổ đi cùng kim ô vốn là một loại cường đại hung cầm nhưng yêu tộc bị đuổi tiến vào vô tận biển sâu về sau kim ô nhất tộc chỉ có thể đi theo vào biển bởi vì không thích ứng dưới nước sinh hoạt kim ô nhất tộc gặp cường đại đả kích kém chút bị còn lại yêu tộc cho diệt tộc cũng may kim ô tộc ngoại ý muốn tìm được một cái bí cảnh, cảm ngộ một loại thần thông, có thể thay đổi ngoại hình cùng linh hồn khí tức, thường thường có cường địch xâm lấn về sau, bọn chúng đều có thể biến thành vô tận trong biển sâu nhất chủng tộc mạnh mẽ, dọa lùi đối phương, kim ô tộc cũng kéo dài hơi tàn còn sống sót, cũng dần dần thích hướng dưới nước sinh hoạt, chủng tộc dần dần trở nên cường đại. Có hắc thần mở đường, một đường tĩnh vô cùng, yêu tộc thật sớm tránh đi, giang giật cùng thiên thiên truyền âm trao đổi một phen, cũng biết hắc thần tại vô tận biển sâu địa vị vô tận biển sâu so huyết ra hung biển rộng lớn hơn trăm lần, năm đó ức vạn yêu tộc cũng toàn bộ bị xua đuổi đến trong biển, sở dĩ vô tận trong biển sâu cường đại yêu tộc có mấy chục vạn loại, có được yêu hoàng trùng tộc ít nhất cũng có trên trăm cái, nói một cách khác vô tận biển sâu yêu hoàng ít nhất có mấy trăm vị. Ngao lư không có trở về trước, vô tận biển sâu một mảnh loạn chiến, cường đại trùng tộc các vị chiếm lấy một mảnh địa bàn, trùng tộc ở giữa thường xuyên khai chiến, bầy yêu súng xít. Ngao lư sau khi trở về, một người hủy diệt năm cái cường đại yêu tộc, diệt sát hơn 10 tên yêu hoàng, uy hiếp toàn bộ vô tận biển sâu. 36 vị nhất cường đại yêu hoàng bị hắn ban cho phong hào, tỷ như hắc thần, ảnh hoàng, rất nhiều yêu hoàng nhưng căn bản không có tư cách vào huyền vũ cung, chớ nói chi là đạt được phong hào. Kim ô tộc yêu hoàng, tự không có tư cách đạt được phong hào. Tại một mảnh đáy biển trong hạp cốc, giang giật tại hắc thần dẫn đầu dưới, đi tới kim ô tộc địa bàn. Toàn bộ to lớn đáy biển hẻm núi đều bị kim ô tộc kiến tạo một cái cự đại đại trận, ngăn cách nước biển hẻm núi hai bên cũng có vô số tòa thành đứng sừng sững kim ô tộc tộc trưởng cảm ứng được hắc thần khí tức thật sớm mang theo kim ô tộc cường giả bay ra ngoài nghinh đón tham kiến thiên thiên công chúa hắc thần đại nhân nhìn qua một đám hắc bào nam nữ võ giả đối thiên thiên hắc thần không người hành lễ giang giật giang tiểu nô trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì cái này kim ô tộc nhân đúng là ba cái chân cũng may hai người tại trong biển sâu gặp nhiều kỳ dị yêu tộc cũng liền không cảm thấy kinh ngạc hắc thần lãnh khóc vung tay lên nói, mở ra bí cảnh, để giang giật đi vào lĩnh hội. Cái này, kim ô tộc tộc trưởng ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh ngạc, lập tức lạnh giọng lắc đầu nói, thật có lỗi, hắc thần đại nhân, cái này bí cảnh ngoại trừ kim ô tộc tộc nhân, ngoại tộc không được đi vào, chớ nói chi là nhân tộc. chương 861, Ngao Lư giận dữ, vù vù, giang giật sắc mặt thoáng cái trầm xuống, giang tiểu nô khuôn mặt nhỏ cũng có chút yếu ớt. Giang giật mang không mang theo nàng đi Đông Hoàng Đại Lục là một chuyện, giang giật có thể hay không đi lại là một chuyện khác. thiên thiên trong đôi mắt cũng hiện lên một tia ấm giận. nàng cùng hắc thần tới, cái này kim ô tộc trưởng lại không nể mặt mũi. hư, hắc thần trực tiếp bão nổi, một cái mặt đen hắc đến than củi, sát khí trên người không chút nào che giấu. một đôi mắt nâng lên nhìn trầm trầm kim ô tộc trưởng quát lạnh nói, kim túc tin hay không bản tôn một trưởng vỗ chết người có mở hay không bí cảnh, cho một câu. hắc thần đại nhân, thật có lỗi. Kim ô tộc trưởng cắn răng cúi đầu chắp tay nói, cái này bí cảnh là chúng ta tộc đàn yên thân gửi phận ỉ vào, lịch đại tiên tổ lưu lại di mệnh, trừ phi kim ô tộc nhân đều chết sạch, nếu không bí cảnh tuyệt đối không thể để cho ngoại tộc tiến vào, hắc thần đại nhân muốn giết, tại hạ tuyệt không phản kháng, xin động thủ đi. Muốn chết, hắc thần triệt để bạo nộ rồi, phía sau hư không khẽ run lên, một đầu màu đen to lớn đuôi rồng dần hiện ra đến, không bằng hắn cũng không có lập tức công kích, mà là lần nữa nghiêm nghị quát to, đây chính là đại đế mệnh lệnh cuối cùng cho các người một cơ hội, có mở hay không bí cảnh. Đại đế, kim ô tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói, mời hắc thần đại nhân ban được chết. Mời hắc thần đại nhân ban được chết, kim ô tộc trưởng sau lưng hơn 100 tên thực lực cường đại trưởng lão đồng thời kho người cúi đầu, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, hắc thần nổi giận cũng tăng lên tới cực hạn, nhưng từ đầu đến cuối không hạ nổi quyết tâm. Thiên thiên cũng không tốt mở miệng, dù sao kim ô nhất tộc thế nhưng là yêu tộc bên trong tương đối cường đại nhất tộc, nếu vì một cái nhân tộc loạn giết yêu tộc, sẽ để cho yêu tộc ly tâm. Giang giật cùng Giang Tiểu Nô thì ngừng thở, đại khí không dám phun ra, chờ đợi hắc thần quyết định. Hừ, một đạo nộ khí mười phần tiếng hừ lạnh theo trên không đột một truyền đến, tiếp lấy ngao lư bá đạo tới cực điểm lời nói vang lên, liền bản đế mệnh lệnh cũng dám chống lại đã các ngươi muốn chết, liền thành toàn các ngươi. Suy suy, thanh âm vừa mới nói xong, trên không nước biển kịch liệt sóng gió nổi lên, tiếp lấy một đạo hắc ảnh theo từ trên trời giáng xuống, tại giang giật bọn người còn chưa kịp thấy rõ ràng trước ẩm vang đập xuống, kim ô tộc hơn 100 cường giả toàn bộ bị bóng đen đập xuống, hẻm núi phía trên vòng bảo hộ vỡ tan, nước biển lăn lộn mà đến, giang giật bọn người lại bị bóng đen kiên nện xuống khi thế toàn bộ tung bay ra ngoài, tự liền hắc thần đồng dạng cũng bị đẩy lui ngàn trường. rầm dầm rầm bóng đen kia đem hơn 100 kim ô cường giả nện vào đáy biển, cũng đem hẻm núi một bên ném ra một đạo tuyệt đại lỗ hồng, đầu này to lớn hẻm núi hai bên vách đá cũng không ngừng rung động, phía trên rất nhiều tòa thành đều ầm vang sụp đổ, vô số kim ô tộc nhân sợ hãi bay ra. Cái này, Giang giật ngay từ đầu không thấy rõ ràng, giờ phút này bị tung bay sau khi rời khỏi đây, lúc này mới thấy rõ ràng bóng đen kia toàn cảnh, nội tâm cũng chấn kinh đến không gì sánh kịp. Bóng đen kia không phải cái gì, mà là một cái chân, một đầu đường kính đạt tới trăm trượng, không biết dài bao nhiêu chân lớn tại đen nhánh đáy biển bên trong, cái này chân lớn cho người đánh vào thị giác lực quá lớn, tựa như là một đầu thần chân, có thể nghiền ép hết thảy cường giả. Ngao Lư nói hắn từ trước bá đạo, lại không nghĩ rằng bá đạo như vậy. Chân lớn chậm rãi biến mất, Giang Giật thần thức hướng bên kia tìm tòi, hít vào một ngụm khí lạnh, Kim Ô tộc hơn 100 tên cường giả, bao quát Kim Ô tộc trưởng ở bên trong, toàn bộ bị Ngao Lư một cước đạp cho chết, phải biết Kim Ô tộc trưởng thế nhưng là yêu hoàng a. Hiu hiu hiu, Nơi xa càng nhiều tòa thành bên trong bay ra từng cái tam túc kim ô chim, những này kim ô hàng năm tại đáy biển sinh hoạt, đã không có cánh, thay vào đó là hai phiến bóng loáng cánh thịt, tốc độ đều rất đáng sợ, số lượng cũng quá là nhiều. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, cũng không ít hóa hình kim ô hóa thành lưu quang hướng bên này bay tới, nhưng tất cả kim ô nhìn thấy chiếc thảm kim ô tộc tộc trưởng các loại, đều dọa đến thân thể phát run, sợ hãi tới cực điểm. Hừ, Hắc Thần bạo hừ một tiếng đầu kia bị ngao lư đánh sơ xác đuôi rồng xuất hiện lần nữa, lần này rất rõ ràng chuẩn bị làm thật. Ngao lư đều động thủ, hắn còn có gì cố kỵ hắn bạo hống, kim ô tộc, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có mở hay không bí cảnh, không khổ sách tôn diệt các ngươi nhất tộc. Khai, khai, hắc thần đại nhân bất giận, một tên kim ô tộc thiên quân vội vàng hét lớn, một mặt khóc tang, tộc trưởng cùng tộc trưởng tối cường các trưởng lão gần như đều chết hết, bọn hắn còn cố chấp, chỉ có diệt tộc một đường, hắc thần tại vô tận biển sâu thế nhưng là còn có một cái ngoại hiệu, sát thần. Yêu tộc quả nhiên càng tàn khốc hơn, giang giật âm thầm cảm khái, thế giới này nhân tộc đồng dạng không có tình ý có thể giảng, nhưng ít nhất còn có nhân tính. Tại yêu tộc nơi này hoàn toàn là trần trụi luật rừng, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Hắc thần trên thân sát khí thu vào, phía sau trong biển đuôi rồng cũng đã biến mất, kim ô nhất tộc một tên trưởng lão vội vàng hét lớn, mở ra bí cảnh. Suy suy suy, Mười mấy tên thiên quân cường giả bay vụt mà đến, toàn bộ bay xuống hẻm núi, đối một mặt hẻm núi đánh ra màu đen yêu lực. Những này yêu lực cũng không để cho vách đá phá toái, ngược lại vách đá sáng lên một đạo màu đen vầng sáng, vô số hắc kim sắc yêu lực tại trên vách đá dựng đứng lưu chuyển du tẩu, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, trên vách đá dựng đứng một đạo hắc kim sắc đại môn từ từ mở ra. Hắc thần hướng giang giật lạnh lùng nói ra, giang giật, người đi vào đi, cái này bí cảnh một lần chỉ có thể đi vào một người, chúng ta chờ người ở ngoài ra, cái này bí cảnh nội ứng nên an toàn, yên tâm." Giang giật nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Giang tiểu nô bả vai, Thiên Thiên tới mang theo nàng cùng Hắc Thần hướng một tòa thành lâu đài bay đi. Giang tiểu nô nhục thể gần nhất mặc dù mạnh lên không ít, nhưng nếu thời gian dài không thể hô hấp, vẫn là xảy ra vấn đề, vào thành lâu đài bên trong có vòng bảo hộ, có thể ngăn cách nước biển. Hưu, Giang giật thân thể hóa thành thần hồng hướng bí cảnh trong cửa lớn bay đi, hắn thân thể vừa tiến vào Hắc Kim sắc đại môn, trên vách đá dựng đứng màu đen vầng sáng tự dần dần yếu đi, đại môn cũng chậm rãi biến mất. Giang Tiểu Nô đi theo Thiên Thiên Hắc Thần tiến vào vách đá đối diện một tòa thành lâu đài bên trong, nàng nhìn qua vách đá chậm rãi biến mất đại môn, có chút lo lắng nói ra, "Thiên Thiên, thiếu gia không có sao chứ?" "Yên tâm đi." Thiên Thiên khẽ mỉm cười nói, "Cái này bí cảnh ta nghe nói qua, bên trong có chút kỳ lạ, nhưng không có nguy hiểm chí mạng, Kim Ô nhất tộc cũng rất ít có chết tại bí cảnh bên trong tộc nhân." "Thiếu gia của ngươi thông minh tuyệt đỉnh, chiến lược phi phàm, coi như không thể cảm ngộ cái này huyễn ảnh thần thông, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, lại nói. Có lão tổ tông tại, thiếu gia của ngươi nghĩ ra sự tình cũng khó khăn. Ừm, Giang Tiểu Nô nghĩ đến vừa rồi kia kinh thiên một cước, biết rõ ngao lư thời khắc đang chăm chú bên này, cũng là yên tâm. Nàng trầm mặc một lát, lại có chút lo lắng hỏi, thiếu gia có thể cảm ngộ bí cảnh bên trong thần thông sao? Cái này nói không chính xác, thiên thiên khẽ lắc đầu nói, cái này bí cảnh hằng cổ trước tự tồn tại, Kim ô tộc phát hiện trước đó khẳng định cũng có cái khác yêu tộc phát hiện qua, bất quá chỉ có kim ô tộc có thể cảm ngộ huyễn ảnh thần thông. Đến cùng phải hay không kim ô tộc thể chất đặc biệt nguyên nhân, vẫn là duyên cớ gì, ai cũng không biết. Giang giật lại là nhân tộc, tóm lại làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Thiếu ra, người nhất định muốn cảm mộ thành công A. À. Giang tiểu nội yên lặng cầu nguyện, không có huyễn ảnh thần thông giang giật liền không thể cải biến linh hồn khí tức, cũng không thể đi đông hoàng đại lục, càng không cứu lại được tô như tuyết hắn có lẽ cả một đời cũng sẽ ở sầu não uất ức bên trong vượt qua. chương 862, ý nghĩ điên cuồng, cái này bí cảnh làm sao không có cái gì. Giang giật đi vào một cái rất thần kỳ địa phương, tựa hồ nơi này là một cái dấu kín tại trong biển sâu như thế ngoại đảo nguyên. Bên trong không có nước biển, ngược lại còn rất sáng ngời, nơi này cũng không lớn, Giang giật thần thức có thể dò xét đến bốn phía giới hạn, bốn phía đều là một tầng lồng ánh sáng màu trắng. Bên trong như thế bẩy ra cũng là màn hào quang bên trên tán phát bạch quang gây nên, giang giật cảm giác tiến vào một cái bọt khí bên trong cái này bọt khí bên trong cũng là một cái độc lập thế giới bên trong ngoại trừ một chút hình thù kỳ quái thạch phong bên ngoài không có cái gì thạch phong đều tản mát ra hào quang nhỏ yếu bảy màu sắc đều có thạch phong hình thù kỳ quái có giống như một cái ngủ say cửa tượng có giống như một cái cây gậy trúc có giống như một cái liêm đao có giống như từng cái đà điều đàn giang giật thần thức ở bên trong quét mấy lần xác định bên trong ngoại trừ thạch đầu bên ngoài không có cái gì, cũng không có bất kỳ cái gì có sinh mệnh đồ vật. Hắn rời đi truyền tống vào tới truyền tống trận, bước nhẹ ở bên trong hành tẩu, không dám mạo hiểm vậy mà dây vào sở những cái kia thạch đầu, tinh tế bốn phía quan sát đến. Ngao, tại hắn tới gần một cái thạch phong lúc, kia thạch phong bên trong truyền đến một tiếng to lớn thú giống, tiếp lấy thạch phong hắc quang một thịnh biến thành một cái to lớn cự thú, một đôi tròng mắt lạnh như băng, còn có cự thú trên thân thả ra khí tức cường đại, để giang giật cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Đây là một cái mãnh tượng thú, chiều cao vượt qua 40 trượng, khí tức không thể so với hắc thần tranh lệch, loại kia kình thiên đại yêu bên trong truyền đến uy áp, để giang giật hai chân mềm nhún, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn cũng sống sờ sờ lĩnh ngộ một cái bị sát khí cùng thú uy bao phủ cảm giác, hắn cảm giác toàn thân cũng không thể chính mình rung động, hai tay hai chân như nhũn ra, nguyên lực nhiễu loạn, căn bản là không có cách hình thành công kích. Lăn ra ngoài, nhân tộc, nếu không giết không tha. Băng lãnh kỳ thú nhếch miệng quát lạnh, Giang giật bản năng quay người tự hướng truyền tống trận bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi, đây là một loại nhân loại đứng trước to lớn nguy hiểm lúc bản năng, trong đầu của hắn suy nghĩ cũng chỉ có trốn, lập tức chạy đi, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. hưu hắn rời đi truyền tống trận cũng không xa, mặc dù giờ phút này nguyên lực nhiễu loạn, nhưng hắn nhục thể tốc độ không tệ, thoáng cái liền muốn vọt vào truyền tống trận, tại sắp xông vào truyền tống trận trong nháy mắt, linh hồn hắn đột nhiên run lên, vỗ đầu một cái nói, không đúng, ta sao có thể cứ như vậy rời đi? Một bước vào truyền tống trận, hắn liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, có thể hay không lại đi vào hắn không biết, chỉ ít hắn sẽ rất mất mặt. mới tiến vào cái này bí cảnh lập tức tè ra quần chạy ra ngoài, cái này có thể không mất mặt sao? đây cũng là huyễn cảnh, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, như trong này thật sự có cường đại yêu hoàng, ngao lưu cũng sẽ không để hắn vào đây, hắc thần cũng sẽ nhắc nhở hắn, kim ô nhất tàu càng là vào bao nhiêu chết bao nhiêu. Vừa rồi hắn đã dò xét một bên, nơi này âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, sở dĩ cái này yêu hoàng tuyệt đối là huyễn cảnh chế tạo ra. Huyễn ảnh thần thông, có thể thiên biến vạn hóa, linh hồn khí tức đều cải biến, đúng. Cái này nhất định là huyễn cảnh, đây là một viên thạch đầu, nếu là yêu hoàng ta đã sớm chết, như thế nào lại để cho ta lăn ra ngoài. Giang giật càng nghĩ càng xác định, hắn dừng chân lại, thân thể chậm rãi hướng về sau mặt nhìn lại, khi thấy nơi xa cặp kia con người băng lãnh lúc, linh hồn hắn lần nữa run lên, trong đầu lại hiện ra cực kỳ nguy hiểm báo động. Tại thời khắc này lúc trước hắn hết thảy suy đoán lại bác bỏ, cặp kia con người băng lãnh, còn có kia cố cường đại thú uy tại nói cho hắn biết, đây là một cái thật yêu hoàng, hắn như còn không trốn, chỉ có thịt nát xương tan. Trốn không trốn, nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến, hai cái suy nghĩ tại tranh đoạt linh hồn hắn quyền khống chế, giờ khắc này hắn trước nay chưa từng có xoắn suýt, đây là linh hồn bản thân xúc động, người bản năng cùng nội tâm tại giao chiến. Đúng rồi, thiên nhân hợp nhất, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, muốn kết luận đây có phải hay không là thật yêu hoàng, lại cực kỳ đơn giản, hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng bốn phía, khóa chặt cái kia yêu hoàng, phán đoán nó có phải là thật hay không thật yêu hoàng. Kết quả để trong lòng hắn đại định, yêu hoàng trong thân thể khí thức như sơn nhạc, hùng hậu như biển, cường đại đến làm người ta run rẩy nhưng yêu hoàng bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí thức, cái này đích xác là huyễn cảnh tạo thành. Hô, oh, khẳng định điểm này, hắn thở dài một hơi, nội tâm không còn sợ hãi, không trần chờ nữa, quyết định vô luận như thế nào, hắn cũng muốn lưu tại cái này, hắn phải nghĩ biện pháp cảm ngộ huyễn ảnh thần thông. Ta nhất định muốn lưu tại cái này, ta muốn cảm ngộ huyễn ảnh thần thông, ta muốn đi đông hoàng đại lục, ta muốn cứu ra như tuyết, ta nội tâm tuyệt đối không thể có một tia dao động, ta muốn vượt qua sợ hãi. Hắn từ từ mở mắt, hướng xa xa cửa thú nhìn lại, giờ khác này hắn nhìn thấy cặp kia tròng mắt lạnh như băng về sau, Mặc dù thân thể đồng dạng tại bản năng run rẩy, nhưng linh hồn bên trong một mảnh yên tĩnh, đã không còn đào tẩu suy nghĩ hiển hiện. Ta muốn làm sao mới có thể cảm ngộ huyễn ảnh thần thông đâu. Giang giật đứng tại chỗ đôi mắt chuyển động, hắn cũng không có trong này cảm nhận được một tia đạo vận khí tức, nơi này ngoại trừ thạch phong cùng phía trước huyễn tượng bên ngoài không có cái gì, coi như nghĩ cảm ứng một chút cái gì, cảm giác cũng không thể nào bắt đầu. Huyễn tượng, đúng rồi, cái này bí cảnh lớn nhất chỗ khác thường liền là huyến tượng, sở dĩ muốn cảm ngộ huyễn ảnh thần thông, chỉ có từ nơi này huyến tượng vào tay. Giang giật rất mau tìm đến phương hướng, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cẩn thận dò xét huyến tượng, ý đồ tải huyến tượng bên trong tìm tới một tia thời cơ, đốn ngộ một tia đạo vận, cảm ngộ huyễn ảnh thần thông. Đáng tiếc, hắn dòng rã dò xét 10 ngày 10 đêm, vẫn là không có nửa điểm phát hiện, cái kia huyến tượng hắn đi dò xét, tự cùng một cái yêu hoàng không có gì khác nhau ngoại trừ hung tàn khí tức bên ngoài không có cái gì làm sao bây giờ giang giật cảm giác phía trước liền là một tấm giấy trắng mà hắn lại muốn tại trên tờ giấy trắng tìm tới một bức họa cái này khiến hắn hoàn toàn sở không tới một tia đầu mối không có chỗ xuống tay nội tâm của hắn lại không tự chủ được cấp bách càng là cấp bách nội tâm càng là không cách nào bình tĩnh cái này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính không đúng ta vì sao tâm như thế bất ổn Hắn đột nhiên đã nhận ra vấn đề này, theo lý thuyết hắn tâm tính đã rất cường đại, tại đây chỉ là cảm ngộ 10 ngày 10 đêm mà thôi, như thế nào lại nóng vội. Ánh mắt của hắn nhìn qua bốn phía, âm thầm cảm giác khẳng định là trong này huyễn cảnh dở cho quỷ, ý đồ để trong lòng hắn bất ổn, tiếp theo càng ngày càng bực bội, cuối cùng không thể chịu đựng được rời khỏi cái này bí cảnh. Tâm bất định sợ hãi huyễn ảnh linh hồn khí tức, giang giật không hiểu có một loại cảm giác, cái này bí cảnh phải cùng tâm tính có rất lớn quan hệ, muốn thành công cảm mộ huyễn ảnh thần thông vậy thì nhất định phải tâm tính trở nên cường đại tâm muốn thế nào trở nên cường đại giang giật ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn nhìn qua xa xa to lớn cự thú hắn có một cái điên cuồng ý nghĩ cái này bí cảnh bên trong huyễn cảnh càng nghĩ để hắn ra ngoài hắn càng là không đi ra cái kia cự thú càng nghĩ dọa hắn hắn thì càng đi tới gần hắn chỉ có vượt qua sợ hãi mới có thể cường đại nội tâm hắn chậm rãi đứng dậy ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa mãnh tượng cự thú từng bước từng bước hướng cự thú chậm rãi đi đến, hắn muốn vượt qua sợ hãi, muốn khiêu chiến bản thân, hắn muốn tới gần cái kia mãnh tượng thú. Chương 863, sắc tức thị không, một bước, hai bước, 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng, Giang giật rời đi mãnh tượng thú chỉ có ngàn trượng xa, điểm ấy khoảng cách nếu là bình thường một cái trước mắt liền có thể đến, nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác đây là trên thế giới khó đi nhất đường. Mỗi một bước hắn đều muốn nâng lên toàn thân dũng khí, chân của hắn đang run rẩy, thân thể tại động kinh, phía sau lưng toàn bộ đều thấp xong, bờ môi đang run rẩy, xanh cả mặt. Có thể tưởng tượng một chút, một cái cừu non hướng một đầu ác long đi đến tràng cảnh, cũng có thể tưởng tượng một cái thư sinh tay trói gà không chặt, hướng một cái mãnh hổ đến gần tràng cảnh. Có lẽ cái này cừu non cùng thư sinh đều không thèm đếm xỉa, nhưng đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng thân thể bản năng phản ứng vẫn là không cách nào tránh cho. Giang giật thời khắc này tình huống so cừu non cùng thư sinh càng kinh khủng, một phàm nhân có lẽ không cách nào trải nghiệm tao ngộ cự long lúc, bị nó hung uy bao phủ cảm giác, loại kia tựa như núi cao uy áp, như lệ quỷ khí tức, có thể làm cho tất cả mọi người có thể theo sâu trong linh hồn phát ra sợ hãi. Người là vạn vật chi linh, người có được linh hồn, có thể suy nghĩ, có được thất tình lục dục, sẽ vui vui mừng, sẽ buồn đau nhức, hội hoảng sợ. Đây là người bản năng, theo trong bụng mẹ mang ra linh giác, chôn giấu tại trong khung tình cảm. Võ giả tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, đồng dạng cũng là đang cùng mình chiến đấu chỉ có một lần lần siêu việt chính mình mới có thể trở nên càng thêm cường đại đạo lý giang giật hiểu thậm chí giờ khắc này linh hồn hắn bên trong tín niệm vẫn tại lực áp lấy nội tâm sợ hãi nhưng hắn cảm giác thân thể không chịu nổi hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút trái tim của hắn khiêu động càng lúc càng nhanh máu của nàng đang sôi trào mỗi một cái lỗ chân lông đều tại cực tốc mở rộng cùng co rút lại bước chân hắn càng ngày càng chậm hắn sợ chính mình bảo thể mà chết một trăm trường hai trăm hắn ngừng lại con mắt cũng nhắm lại không còn dám đi xem phía trước cặp kia con người băng lãnh, hắn từng ngụm từng ngụm hơi thở, cõng có chút cong lên, hắn cố gắng để cho mình đứng vững, không quỳ xuống xuống dưới, cũng đang cố gắng điều tiết thân thể, để trái tim cùng mạch máu sẽ không bạo liệt. Không được, không được, ta không thể tiếp tục tiến lên, nếu không ta sẽ chết. Lui ra phía sau, lui ra phía sau, cảm ngộ huyễn ảnh thần thông cũng không phải chỉ có loại biện pháp này, nhất định có thể tìm được biện pháp còn lại. Khác đừng đi tới, đây có lẽ là một cái bẫy, một cái để cho người ta tự động chịu chết cảm bấy tiếp tục tiến lên có lẽ lập tức sẽ chết đi trong đầu vô số cái suy nghĩ hiện lên những ý niệm này tựa hồ trống rỗng xuất hiện để giang giật linh hồn lần nữa bị sung kích tựa như một cái thạch đầu đánh vào trong hồ nước tạo nên vô số liên y người là linh tính động vật hắn hội sợ hãi hội bồi hồi sau đó sợ hội trốn tránh giang giật trong đầu ý nghĩ thế này cùng một chỗ tự đã xảy ra là không thể ngăn cản bước chân hắn không tự chủ được khẽ động bắt đầu lui lại chưa hắn giật mình tỉnh lại lúc hắn đã lui về phía sau trăm trường nơi này thật là khủng khiếp có thể ảnh hưởng linh hồn của ta giang giật quá sợ hãi lại càng thêm kiên định muốn hướng mãnh thượng thú đến gần quyết tâm cái này bí cảnh càng không muốn để cho hắn tới gần hắn hết lần này tới lần khác muốn tới gần cũng chỉ có dựa vào tới gần hắn mới có thể phát hiện cái này bí cảnh bí mật cảm ngộ huyễn ảnh thần thông đi hắn hít hai hơi thật sâu nhanh chân hướng phía trước tiến lên trong đầu của hắn tất cả suy nghĩ đều biến mất chỉ có một cái kiên định như là bàn thạch chấp niệm tới gần mãnh tượng thú, cho dù chết. Cũng muốn tới gần, hư ảo, hết thảy đều là hư ảo. Giang giật nói với mình, trước mắt nhìn thấy, cảm nhận được, nghe được tiếng gầm gừ, hết thảy tất cả đều là giả. Trong đầu của hắn hiển hiện một thân ảnh, một cái sáng rỡ thiếu nữ ngay tại phía trước chờ lấy hắn, hắn chỉ có đột phá hết thảy tầng tầng ngăn cản, mới có thể dựa vào gần thiếu nữ, nghe đạo nó trên sợi tóc mùi thơm ngát, vuốt ve đến nàng xinh đẹp mặt. Trăm trượng, hai trăm trường. 300 trường, 500 trường, hô hấp của hắn đã gấp rút đến không tưởng nổi, trái tim của hắn nhảy lên tần suất so trước kia nhanh gấp 10, toàn thân hắn đều là run rẩy như bị kinh phong phát tác, nhưng hắn còn tại tiến lên. Phốc, hắn thân thể đột nhiên mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bản năng phản ứng để hắn huyết mạch vận chuyển quá nhanh, một chút tiểu nhân mạch máu đã bạo liệt, hắn bị nội thương. Bò, nhưng hắn giờ phút này lại hoàn toàn không để ý, hai chân như nhũn ra đứng không dậy nổi, hắn liền bắt đầu bò, cho dù chết hắn cũng muốn tới gần mãnh tượng thú. 600 trượng, 800 trượng, hắn thân tử không động, phía sau hắn có một đầu dài 300 trượng vết máu, nhìn thấy mà giật mình, hắn thất khiếu bắt đầu đổ máu, con mắt bắt đầu trắng dã, hắn tinh thần minh hiển đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Quỷ dọa người, có thể hù chết người, nhân loại giống như gặp cường đại kích thích cùng sợ hãi, sẽ trực tiếp bị hù chết, tim đập quá nhanh, cũng sẽ xuất huyết bên trong mà chết. Giang giật rõ ràng bị cái này bí cảnh bên trong hình thành nguyễn cảnh dọa đến thần trí không rõ, giống như hắn còn kiên trì tiến lên, có lẽ hắn sẽ tươi sống bị hù chết. Giang giật không có đi về phía trước, hắn giờ phút này tinh thần đều có chút hoảng hốt, tựa hồ cũng muốn hỏng mất. Lại thế nào biết rõ tiến lên hắn như một đầu bò sát nằm dạp trên mặt đất, thất khiếu bên trên tụ huyết chậm rãi chảy ra, đem một mảnh mặt đất nhuộm đỏ. Hư ảo, hết thảy đều là hư ảo, ta không thể bị hết thảy trước mắt mê hoặc. Ta muốn tiếp tục tiến lên nội tâm của ta phải biến đổi đến mức cường đại, chỉ cần nội tâm cường đại, bất kỳ cái gì hư ảo đồ vật đều không thể dao động của ta bản tâm. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, chỉ cần nội tâm trở nên cường đại, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể ngăn cản ta tiến lên, bất kỳ cái gì mê hoặc ta đều có thể khám phá, bất kỳ cái gì sự vật cũng không thể che đậy cặp mắt của ta, ta không thể sợ hãi, ta chết còn không sợ, ta còn có cái gì có thể e ngại. Giang giật, người phải tỉnh lại, như tuyết còn đang chờ người nghĩ cách cứu viện, nếu như ngươi liền điểm ấy tiểu khó khăn đều vượt qua không được, ngươi lại như thế nào đi đông hoàng đại lục ngươi lại như thế nào chiến thắng cường đại vũ gia, nghĩ cách cứu viện như tuyết đâu giả, đều là giả, ta không thể sợ hãi, ta muốn tiếp tục tiến lên. Giang giật trong đầu từng cái chấp niệm không ngừng hiển hiện, hắn ý đồ thuyết phục chính mình, hắn chỗ cảm thụ đến hết thảy đều là giả, để cho mình vượt qua nội tâm sợ hãi tiếp tục tiến lên. Trên thực tế, hắn cũng thành công, tại vô cùng cường đại tín niệm phía dưới, hắn thân thể lần nữa bắt đầu tiến lên, nhưng hắn thất khiếu huyết dịch lại chảy tràn càng ngày càng nhiều, hắn thân thể kịch liệt rung động, trong thân thể mạch máu từng đầu không ngừng vỡ tan, có lẽ. Không đợi đãi hắn leo đến mãnh tượng thú bên cạnh, hắn liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. 850 triệu, 880 triệu, 900 trượng. Thân thể của hắn rốt cuộc dừng lại, toàn thân hắn mạch máu có hơn phân nửa đều bạo liệt, hắn nhục thể gặp cường đại thương tích, mặc dù trong đầu của hắn chấp niệm còn tại không ngừng vang lên, hắn muốn tiếp tục tiến lên, nhưng hắn thân thể không đủ để trèo chống tín nhiệm của hắn hắn không động được phải chết sao hắn đều là tiên huyết trên mặt lộ ra một tia đắng chát lập tức bởi vì đau đớn kịch liệt bắt đầu vặn vẹo hắn con ngươi không ngừng co rút lại hết thảy trước mắt sự vật đều tựa hồ trở nên mông lung hắn kinh ngạc nhìn qua phía trước không nhúc nhích tựa như đang đợi tử vong tiến đến hô ta cuối cùng vẫn không thể vượt qua sợ hãi nội tâm của ta còn chưa đủ cường đại một cái hư ảo huyễn cảnh lại để cho mệnh của ta trong đầu của hắn truyền tới một mệt mỏi suy nghĩ, hắn giờ phút này không chỉ có cảm giác linh hồn mỏi mệt, toàn thân đều vô cùng suy yếu, hắn rất muốn ngủ một giấc, vĩnh viễn cứ như vậy ngủ say đi. Không đúng, tại con mắt nhắm lại một khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta vẫn cho rằng cái này mãnh tượng thú là hư ảo, điều này nói rõ cái gì nói rõ ta đang thuyết phục chính mình không muốn sợ hãi, nói rõ. Ta còn tại sợ hãi, cái này mãnh tượng thú vốn chính là không tồn tại vậy ta vì sao muốn thuyết phục chính mình? ta vì sao muốn sợ hãi? một người nội tâm nếu là cường đại, mặc kệ đây là hư ảo mãnh thú, vẫn là chân thực, cũng sẽ không sợ hãi. liền xem như thật lại như thế nào chỉ cần tâm ta đầy đủ cường đại, ta cũng như thế có thể diệt sát hắn. sai, sai, ý nghĩ của ta đi thẳng tiến vào lạc lối. ha ha ha, giang giật a à, giang giật, người thông minh một thế, lại kém chút bị một cái ảo cảnh tươi sống giết chết. Giang giật lúc đầu muốn hai mắt nhắm tại thời khắc này đột nhiên mở ra, trong mắt cũng không còn mông lung, mà là tinh quang bắn ra bốn phía, cùng một thời gian linh hồn hắn bên trong kim quang đại thịnh, kia hỏa long kiếm đồng dạng linh hồn thể nhanh chóng biến lớn, dùng tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. chương 864, huyễn ảnh thần thông, Giang giật một mực tại nói với mình đây là huyễn cảnh, đây là hư ảo, đây là giả, mục đích là để hắn không còn sợ hãi. Trên thực tế, dạng này ngược lại ngộ nhập lạc lối, một cái chân chính nội tâm cường đại người, đừng nói đây là giả, liền xem như thật, nội tâm cũng sẽ kiên định như bản thạch, sẽ không lên một tia liên y. Thậm chí coi như mãnh thú đem hắn xé rách thành mảnh vỡ, đến chết một khắc này, nội tâm cũng sẽ không có một tia sợ hãi. Một cái võ giả tâm tính rất trọng yếu, con đường võ đạo nghịch thiên cải mệnh, muốn nghịch thiên khẳng định sẽ phải gánh chịu vô tận cực khổ cùng long đong, mà tâm của ngươi không đủ cường đại, ngươi dựa vào cái gì siêu việt ức vạn võ giả, thành tựu đỉnh phong? người thời điểm chiến đấu sợ hãi rụt rè người tào ngộ cường giả thời điểm ý nghĩ đầu tiên liền là chạy trốn mặt người đối khó khăn lúc sẽ không vượt khó tiến lên mà là nghĩ đến trốn tránh nghĩ đến lui lại người lại như thế nào có thể từng bước một siêu việt chính mình người lại như thế nào nghịch thiên mà đi lên như diều gặp gió cửu trùng giang giật tâm tính không tệ nhưng vẫn là trong tầng thứ nhất giờ phút này hắn rốt cục đại triệt đại ngộ tâm tính tu vi đạt tới tầng thứ hai linh hồn cũng bởi vậy đạt được thăng hoa thành công tiến hóa bất quá linh hồn bên trong phát sinh hết thảy hắn đều không hề hay biết ánh mắt của hắn giờ phút này chính trực ngoắc ngoắc nhìn qua phía trước cặp kia tròng mắt lạnh như băng hắn tại thời khắc này cũng mơ hồ có ta minh bạch cái này viễn ảnh thần thông áo nghĩa chí lý thế gian hết thảy đều như cái này viễn ảnh thật thật giả giả hư hư thực thực nhân sinh tựa như một giấc mộng có lẽ chúng ta giờ phút này ngay tại trong mộng chỉ bất quá chúng ta không có tỉnh lại thôi đã chúng ta đều có thể là hư ảo kia bất luận cái gì hình thái đều không tồn tại ý nghĩa ta cũng có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình thái, linh hồn khí tức càng là hư ảo tồn tại, cũng là có thể tùy ý cải biến. Linh hồn khí tức vô sắc vô vị, chỉ là một loại giác quan mà thôi, nếu là giác quan, kia tùy ý có thể che đậy, tùy ý có thể lừa dối, chỉ cần không thể khám phá hư ảo, kia đều có thể tùy ý che đậy hắn giác quan, để hắn không cách nào nhận ra. Thật thật giả giả, hư ảo phiêu miểu, xem ra đây chính là huyễn ảnh thần thông áo nghĩa. Hô, ta rốt cuộc hiểu rõ, chỉ là linh hồn khí thức ta có thể cải biến, nhưng nhục thân làm sao biến hóa đâu. Giang giật trong đầu hiện lên một nỗi nghi hoặc, hắn dừng một chút, trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn qua phía trước mãnh tượng cự thú nói, ta đều xem thấu ngươi, ngươi còn tại dọa người cho ta phá vỡ. Ông, mãnh tượng cự thú bên trên quang mang lóe lên, chậm rãi biến mất, phía trước lại xuất hiện một viên to lớn thạch đầu, mà để Giang giật vui mừng chính là cự thạch kia bên trong một đạo kỳ dị năng lượng bảy màu chậm rãi ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo thần hồng bay vụt tiến vào bên trong thân thể của hắn hắn tinh tế cảm ứng thoáng cái đoàn kia năng lượng bảy màu lập tức đại hỉ không thôi thân thể của hắn đã không còn rung động hô hấp dần dần trở nên bình ổn nhịp tim cũng khôi phục nguyên dạng bất quá bởi vì mạch máu bạo liệt quá nhiều thân thể của hắn vẫn như cũng không thể động thất khiếu cũng còn tại đổ máu hắn thấy bên trong thân thể một cái cũng không để ý khốn long thảo cải tiến hắn thân thể về sau hắn nhục thể năng lực khôi phục cường đại đến đáng sợ Huyết dịch không còn tuôn ra, mạch máu cũng có thể chậm rãi khép lại khôi phục, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. A, à, linh hồn của ta làm sao trở nên dạng này? Giang giật nội thị linh hồn lúc nào nào, hắn chủ linh hồn giờ phút này ít nhất tăng lên gấp đôi, mà lại trước kia hỏa hồng sắc hình kiếm linh hồn cũng thay đổi thành một cái đỉnh ba chân hình linh hồn. Linh hồn biến lớn cái này rất bình thường, tiến hóa đều sẽ biến lớn, vấn đề ngoại hình làm sao cũng sẽ cải biến còn biến thành một cái kỳ quái đỉnh ba chân hình tạo thế chân vạc ba chân là nhất ổn định, chẳng lẽ tâm ta tính trở nên cường đại ổn định về sau, linh hồn cũng bởi vậy biến hình đỉnh ba chân cái này xác thực rất ổn, mặc cho hết thảy sự vật cũng sẽ không dao động bản tâm, dao động linh hồn. Giang giật trong đầu hiện lên một cái mơ hồ ý nghĩ, hắn con người nhất chuyển, đột nhiên nghĩ đến bí cảnh bên ngoài kim ô tộc, kim ô liền là ba chân, chẳng lẽ kim ô tộc bởi vì có ba cái chân, sở hữu mới dễ dàng cảm mộ cái này bí cảnh bên trong huyễn ảnh thần thông. Ây, linh hồn biến hình, không biết hồi trở lại thần tứ thành về sau thần khóc lúc linh hồn có thể hay không chia ra hồn kiếm giờ phút này chủ linh hồn đều không phải là hình kiếm linh hồn mà là biến thành một cái đỉnh ba chân chẳng lẽ thần khóc lúc cũng sẽ chia ra tiểu đỉnh giang giật không biết hắn cũng tạm thời không đi nghĩ cứ như vậy lẳng lặng nằm hắn lần bị thương này rất nghiêm trọng thậm chí cả ngón tay đầu đều không động được hắn chỉ có các thân thể tự động phục hồi như cũ một ngày hai ngày ba ngày tay của hắn rốt cục có thể động hắn tại trên ngón vô danh trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, ngón tay búng một cái bắn vào trong miệng, sau đó nhắm mắt chữa thương, vận chuyển nguyên lực mấy tuần về sau, thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục, chờ nửa ngày sau hắn miễn cưỡng có thể đứng lên, ngồi xếp bằng chữa thương. Hắn không có mạo muội ra ngoài, Giang Tiểu Nô nhìn thấy hắn suy yếu như vậy máu me khắp người khẳng định hội lo lắng, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng Chọn vẹn chữa thương một ngày các loại chờ thương thế khôi phục được 7-8 phần lúc này mới đứng lên. Hắc hắc, thử một chút cái này huyễn ảnh thần thông. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, trên thân bạch quang lóe lên, ngoại hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảo, trong thân thể của hắn thì có một đoàn kỳ dị năng lượng bảy màu đang nhanh chóng du tẩu, để hắn thân thể trở nên mập mạp, hai chân trở nên thô to, bắp thịt nâng lên đến, mặt cũng thay đổi tròn, đôi mắt nhỏ bên trong đều là tinh quang. Thân thể biến ảo chỉ là tại mấy lần hô hấp ở giữa tự hoàn thành, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thân áo bảo thay đổi, lập tức nhanh chân hướng trong truyền tống trận đi đến. Ông, bên ngoài trên vách đá dựng đứng đột một sáng lên một đạo hắc kim sắc quang mang, một đạo ám kim sắc đại môn từ từ mở ra, đối diện tòa thành bên trong ngồi thiên thiên hắc thần giang tiểu nô trước tiên đã bị kinh độc, toàn bộ bôn tẩu ra khỏi thành lâu đài, ánh mắt hướng ám kim sắc đại môn nhìn tới. Ây, xem xét phía dưới ba người đôi mắt đồng thời co rụt lại, giang tiểu nô càng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì trong truyền tống trận một cái tiểu mập mạp bắn ra, đúng là tiền vạn quán. Giang tiểu nô nhìn chăm chú nhìn mấy lần, xác định không sai về sau, khẽ kêu, mập mạp chết bầm, người tại sao lại ở như vậy cái này thiếu ra đâu. Thiên thiên thần thức hướng phía trước bóng người quét qua, xác định phía trước người này linh hồn khí thức cùng tiền vạn quán giống nhau như đúc, mà lại đan điền cũng không phải giang giật quái dị đan điền, thực lực cùng tiền vạn quán không khác, một tấm gương mặt xinh đẹp đều là kinh sợ, lập tức cảm khái nói, thần hồ kỳ kỳ a. Nàng tự nhiên biết rõ tiền vạn quán không có khả năng đến nơi này, không có các nàng mang theo, coi như bán thần đều không có cách nào tiến vào biển sâu chỗ sâu, người này khẳng định là giang giật biến ảo mà thành. Hắc thần lãnh khốc trên mặt khó được xuất hiện vẻ tươi cười, gật đầu nói, hắc hắc, tiểu tử, không tệ. Hưu, phía trước mập mạp bóng người bay vụt mà đến, hắn đưa tay tại giang tiểu nô trên đầu sờ soạng thoáng cái, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười nhìn qua nàng, giang tiểu nô theo trong ánh mắt nhìn ra vấn đề, thoáng cái lôi kéo tay của hắn nói, không đúng, ngươi không phải tiểu mập mạp, ngươi là thiếu gia, Ha ha, Giang giật trên thân thể bạch quang lóe lên, thân thể nhanh chóng nhúc nhích biến ảo, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Hắn yêu chiều sờ lên Giang Tiểu Nô đầu nói, nhà đầu ngốc, ngay cả mình ra thiếu ra đều không nhận ra. Giang Tiểu Nô mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Giang giật nội tâm lại là đại định, liền từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên Giang Tiểu Nô đều có thể nhận lầm. Liền hắc thần như thế cường đại yêu hoàng đều ngay từ đầu không có phân biệt ra được, điều này nói rõ huyễn ảnh thần thông hoàn toàn chính xác rất nghịch thiên, hắn cũng rốt cục có thể. Đi Đông Hoàng Đại Lục, chương 865, thế, tiểu tử, cảm mộ thành công người biến ảo thoáng cái, để bản tọa nhìn xem hiệu quả. Huyền Vũ Cung Nội, Giang Giật bọn người vừa về đến, Ngao Lư lập tức để Giang Giật phóng thích huyễn ảnh thần thông. Giang Giật thân thể bạch quang lóe lên, thả ra huyễn ảnh thần thông, cơ bắp xương cốt nhúc nhích, biến ảo thành một cái bình thường trung niên nhân, linh hồn khí chất cũng biến thành lạ lắm, Giang Tiểu Nô Thiên Thiên cùng hắc thần hoàn toàn không nhận ra được. Không tệ, Ngao Lư nhìn mấy lần cũng gật đầu nói, cái này huyễn ảnh thần thông đích thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đây cũng là chính ngươi cảm ngộ, không có nửa điểm yêu khí. Ngươi cứ việc đi Đông Hoàng Đại Lục đi, chỉ cần không tao ngộ cửu đế, tự bán thần cường giả đều nhìn không thấu ngươi. Ông, Giang giật thân thể bạch quang một thịnh, biến hồi nguyên dạng, có chút hiếu kỳ mà hỏi, cửu đế có thể xem thấu. Ngươi cũng chớ xem thường cửu đế, Ngao Lư trịnh trọng nói ra, có thể trở thành thiên tinh giới đỉnh phong nhất chín người làm sao có thể không có thủ đoạn đặc thù khác không dám nói? người nếu là cho Phật Đế nhìn một chút, cái gì đều có thể bại lộ. còn có giống như có thể, người đừng tìm Phật Đế, Chiến Đế, Bắc Đế ra là địch. cái này ba cái gia tộc là kinh khủng nhất. Bắc Đế Giang Giật con người lạnh lẽo, cười khổ nói, còn lại hai cái gia tộc ta chắc chắn sẽ không đi chiêu chọc. cái này Bắc Đế Vũ gia kia là nhất định phải chiêu chọc. đúng rồi, Ngao Lư tiền bối, có thể hay không để ảnh Hoàng giúp ta cha hai người, một cái gọi tô như tuyết là thiên tinh đại lục tới, còn có một cái gọi cơ thính vũ, cũng là thiên tinh đại lục tới, cơ thính vũ là võ điện phân điện thánh nữ, 6 năm trước theo thiên tinh đại lục truyền tống đi võ điện tổng bộ, ta cần các nàng tài liệu cặn kẽ. Ngao lư vung tay lên nói, hắc thần, để ảnh hoàng vào đây. Hắc thần nhanh chân đi ra đi, giang giật thì lấy ra giấy bút bắt đầu vẽ tranh, hắn đem tô như tuyết cùng cơ thính vũ chân dung vẽ ra. Tranh tô như tuyết thời điểm nội tâm của hắn một mảnh trầm thống, trên mặt lộ ra nồng đậm tưởng niệm chi sắc, mà tranh cơ thính vũ chân dung thời điểm trên người hắn sát khí làm sao đều che giấu không ở trong mắt đều nổi lên hồng quang hắn đời này gần như không khi dễ nữ nhân trừ phi địch nhân cũng sẽ không loạn giết nữ nhân nhưng cơ thính vũ là hắn một cái duy nhất muốn giết nhất nữ nhân như cơ thính vũ rơi vào trong tay hắn hắn tuyệt đối sẽ đưa nàng vái chết vạn đoạn ảnh hoàng lặng yên vô tức đi đến giang giật đem tô như tuyết cùng cơ thính vũ chân dung cho hắn đồng thời đem hai người tư liệu đều cho hắn. Ảnh hoàng cho Giang giật một cái đặc thù hạt châu màu đỏ, hạt châu này cũng không phải là yêu tộc bảo vật, không có yêu khí, chỉ là vô tận biển sâu một loại thiên địa tự nhiên hình thành bảo vật. Yêu tộc trinh sát có thể thông qua hạt châu này tìm tới Giang giật, đem hắn cần tình báo cùng tư liệu truyền lại cho hắn. Giang giật không biết yêu tộc có bao nhiêu gian tế tiềm phục tại Đông Hoàng Đại Lục, nhưng muốn dò xét tình báo dù sao vẫn cần thời gian, đây là đi võ điện nội bộ dò xét, hắn cũng không vội, ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Nô nói, Tiểu Nô, người cùng thiên thiên đi chơi, ta cùng tiền bối nói một ít chuyện, giang tiểu nô hiểu chuyện đi theo thiên thiên rời đi, hắc thần cùng ảnh hoàng cũng tự động thối lui. khi lấy được ngao lưu xác định về sau, giang giật mới trầm giọng nói ra, ngao tiền bối, ta có một chuyện không rõ, ta cảm ngộ một cái đặc thù đạo văn, có thể mượn nhờ cửu thiên thần lui công kích địch nhân, đạo văn này uy lực xem tình huống hẳn là đạt tới ngũ tinh đạo văn trở lên. vì sao lần này không có ban cho cửu thiên tinh thần chi lực còn có? ta đan miền có chín khỏa tinh thần nguyên lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, tinh thần đều sẽ dị biến, dị biến sau lại có cửu thiên tinh thần chi lực ban cho, đây là tình huống như thế nào. Ngao lư rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu mới lắc đầu nói ra, nhân loại tu luyện, bản tỏa cũng không phải là rất hiểu, bất quá người đạo văn này đã có thể trực tiếp mượn nhờ thiên địa chi lực công kích, cái kia hẳn là là trí cao đạo văn. Loại này đạo văn tại nguyên tố đạo văn cùng thiên địa đạo văn phía trên, phi thường khó khăn cảm ngộ. Người cũng có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, thiên địa lại thế nào sẽ còn ban cho ngươi tinh thần chi lực còn như ngươi này quái dị đan điền. Bản tọa cũng không hiểu, dù sao bản tọa là yêu tộc. Trí cao đạo văn, sang giật nội tâm khẽ động, thiếu kỳ hỏi, thiên địa đạo văn phía trên còn có trí cao đạo văn đây rốt cuộc là làm sao phân chia có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, đều tính toán trí cao đạo văn sao? Đúng, Ngao Lư gật đầu nói, cường đại bán thần, gần như đều tại mượn nhờ thiên địa chi lực công kích, tỉ như lôi bán tiên thời gian ngược dòng, kỳ thật miễn cưỡng tính được là trí cao đạo văn, hắn mượn lực lượng thời gian. Chúng ta yêu tộc đạt tới yêu hoàng đỉnh phong, cũng có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, đơn giản nhất. Bản tỏa có thể sống trăm vạn năm, đây chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tiểu tử ngươi rất may mắn, đạo văn của ngươi hẳn là tiếp tục tham mộ xuống dưới, tranh thủ có thể mượn nhờ càng nhiều thiên địa chi lực. Thực lực của ngươi miễn cưỡng có thể đạt tới tam tinh võ giả đi, mà bản tỏa cùng đông hoàng cửu đế bên trong ngũ đế đều là cửu tinh cấp bậc cường giả, Sở dĩ ngươi muốn đi đường còn rất dài. Tam tinh võ giả cửu tinh cường giả, sang giật mơ hồ, hắn nghe nói qua Tam tinh đạo văn, tứ tinh đạo văn, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua võ giả cảnh giới có theo tinh cấp đến phân chia. Hắn nghi ngờ hướng ngao lư nhìn lại, cái sau kiên nhẫn giải thích đến, cường giả chân chính chúng ta không nhìn cảnh giới của ngươi, cũng tỉ như một cái thiên quân đỉnh phong, nếu là hắn cảm ngộ một đống trung giai đạo văn chiến lực của hắn thật có thể đạt tới thiên quân đỉnh phong cường đại trung giai thiên quân cũng có thể giết chết hắn a à sở dĩ xem cảnh giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chúng ta yêu tộc cũng giống vậy tỉ như kim ô tộc tộc trưởng hắn là yêu hoàng nhưng hắn ngoại trừ huyễn ảnh thần thông đem ra được bên ngoài thực lực so ra kém đỉnh phong yêu đế cường giả chân chính chúng ta theo thực lực tổng hợp luân tinh cấp thần tứ bộ lạc lôi cô tối đa cũng tự lục tinh võ giả thực lực lôi bán tiên nha có thể miễn cưỡng đạt tới cấp 8, mà Phật đế bác đế chiến đế nhưng đều là cửu tinh cường giả. Sở dĩ bản tọa để ngươi tốt nhất chớ cho cái này ba cái gia tộc. Nguyên lai là dạng này, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, xem cảnh giới xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thanh Long là thiên quân đỉnh phong, nhưng Hoàng Phủ Đào Thiên có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn, mà Hoàng Phủ Đào Thiên mới là trung giai thiên quân, cảnh giới chỉ là cho cấp thấp võ giả thấy, tổng hợp chiến lược mới là trọng yếu nhất. Ngao Lư hôm nay có tâm chỉ điểm hắn, Cơ hội như vậy Giang giật tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ, hắn liên thanh cầu vấn nói, tiền bối kia làm sao phân chia mấy sao cường giả xem bề ngoài cùng cảm ứng khí tức, đó căn bản dò xét không được a à? Rất đơn giản, Ngao Lư đưa tay chỉ bầu trời nói, mỗi một cái cường giả tại phóng thích lúc công kích, thiên địa chi lực đều sẽ bị khiên động, sẽ hình thành một cỗ thế. Cường giả sở dĩ có được uy áp, tạo thành một loại khí thế, lệnh làm địch nhân tâm kinh đảm hàn, cũng là thế nguyên nhân. Người có thể khiên động thiên địa chi lực càng nhiều, người thế tựu càng mạnh, chiến lực cũng liền càng mạnh. Người muốn phán đoán một cường giả là cái gì mấy sao võ giả, người tựu nhìn hắn thế mạnh bao nhiêu, tam tinh võ giả thế lớn khái có phương viên chừng một dặm, tứ tinh là tam tinh gấp 2, ngũ tinh là tứ tinh gấp 2, cửu tinh là bát tinh gấp 2. Giang giật tiếp tục khiêm tốn cầu vấn, vậy cái này thế làm sao cảm ứng đâu. Ngao lư cười khẽ lắc đầu nói, bản tỏa có thể truyền cho ngươi một chút pháp môn, đi cảm ứng thế, nhưng là đây là yêu tộc pháp môn, sở dĩ ngươi không thể học, nếu không trên người ngươi lại có yêu khí, sở dĩ cái này cần nhờ chính ngươi đi cảm ngộ. Đồng dạng, bản tọa trên người có rất nhiều trí bảo, cũng tương tự không thể cho ngươi, bởi vì những bảo vật này lây dính bản tọa khí tức. Đương nhiên, bảo vật những này, có thể được đến liền đạt được, không chiếm được ngươi cũng không cần để ý, tự thân cường đại mới là vương đạo, quá nhiều ỷ lại bảo vật, đối ngươi tu luyện vẫn là có ảnh hưởng. Giang giật khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo, vốn muốn hỏi hỏi làm sao để ngụy thần khí thông linh, cũng không hỏi hắn trầm mặc một trận mở miệng nói tiền bối ta chuẩn bị đi một chuyến thiên hồ đại lục nhìn một chút tiểu phỉ lại ẩn núp vào thần tứ bộ lạc một chuyến liền trực tiếp đi đông hoàng đại lục vấn đề khác không có liền là tiểu nô ha ha ngao lư khoát tay trận lại nói người yên tâm đi tiểu nha đầu này giao cho bản tọa bản tọa để thiên thiên cùng nàng nói thoáng cái cam đoan nàng sẽ không theo ngươi đi xa chương 866, tổn thương ly biệt thiếu ra người nhất định muốn chú ý an toàn chờ tiểu nô cảm ngộ mặc vũ thần công đệ tam trọng nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thiếu gia, tiểu nô không ở bên người ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, ô ô. Thiếu gia, ô ô, cũng không biết ngao lư để thiên thiên mang theo nói cái gì đi, giang tiểu nô thế mà đồng ý lưu tại huyền vũ cung nội. Bất quá ly biệt lúc, giang tiểu nô kia lê hoa đái vũ bộ dáng vẫn là để giang giật rất là đau lòng, kém chút tự mềm quyết tâm mang theo nàng cùng đi. Lần này đi đông hoàng đại lục, không biết có bao nhiêu vạn dặm đường, như là bình thường thiên quân muốn đi Đông Hoàng Đại Lục, ít nhất phải mấy năm. Nếu là phổ thông kim cương võ giả, vậy tuyệt đối muốn mấy thập niên. Trọng yếu nhất chính là Đông Hoàng Đại Lục hảo hán vô biên, cường giả như mây, giang giật mặc dù có huyễn ảnh thần thông, lại có độn thiên thần kỹ, nhưng cửu đế gia tộc chân chính nội tình mạnh bao nhiêu coi như ngao lư cũng không rõ ràng. Đông Hoàng Đại Lục không chỉ có riêng chỉ có cửu đế gia tộc, Đông Hoàng 108 vực, cửu đế gia tộc chỉ là chiếm lĩnh trong đó 36 vực, còn có 72 vực bị vô số thượng cổ thế gia, đặc thù chủng tộc, ẩn thế đại tông chiếm cứ. Ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu hiểm địa, có bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Giang giật đây là lẻ loi một mình sông hang hổ, hắn tiến vào thần tứ bộ là còn cùng ngao lưu quan hệ mật thiết, đây chính là đông hoàng đại lục tử địch, một khi bại lộ thân phận sẽ bị đại lục sở hữu cường giả truy sát, thế gian đều là địch. Hắn muốn đi Phật đế thành phố cận luyện ngục phế tích, muốn tại Đông Hoàng Đại Lục sở hữu cường giả ngấp nghé hạ nghĩ biện pháp cho tới Huyền Thần Cung, muốn tại cường đại Bắc Đế Vũ ra bên trong nghĩ cách cứu viện Tô Như Tuyết, đánh giết Cơ Thính Vũ, còn muốn nghĩ biện pháp tìm tới Y Phiêu Phiêu, tìm tới Dư Ôn, càng phải hủy diệt võ điện. Những sự tình này mỗi một hiện cũng khó khăn như trên thanh thiên, hắn lại muốn lẻ loi một mình hoàn thành. Giang giật vẫn chưa tới 23 tuổi, cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn dù chết càng dứt khoát, mấy năm này hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, có lẽ người khác cả một đời đều khó có khả năng kinh lịch hắn có thể sống đến đã coi như là kỳ tích sở dĩ tâm tình của hắn đã rất bình tĩnh tại kim ô bí cảnh bên trong tâm tính của hắn đạt được tham hoa cũng càng thêm không có nửa điểm e ngại ngược lại ý chí chiến đấu sụp sôi nhân sinh luôn có một số chuyện là nhất định phải làm lúc còn trẻ không đi phấn đấu chẳng lẽ đợi đến già đang từ từ hối hận giang giật chưa từng hy vọng xa vời lên trời giật dây hắn chỉ muốn một bước một cái dấu chân đi xuống thẳng đến đạt thành tất cả mục tiêu hoặc là chết đi, võ đạo chi lộ, đằng đẵng mà long đong. Giang giật cho rằng tất cả long đong đều là lên trời đối với hắn tôi luyện, muốn nghịch thiên vậy khẳng định phải bị thiên chỉ trích. Thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, đi phật loạn hắn gây nên, sở dĩ động tâm nhẫn tính, từng ích hắn không thể. Không trải qua mưa gió, vĩnh viễn không thể trưởng thành, giang giật cũng tâm tính rất trầm ổn, hắn chưa từng oán trời trách đất, kia là hành vi hèn nhát, cường giả chân chính dũng cảm đối mặt thảm đạm nhân sinh, dũng cảm đối mặt hết thảy khó khăn, dũng cảm đối mặt tử vong. tiểu nô, người từ nhỏ đã nói thiếu gia là thiên tinh hạ phàm, đời này chú định đứng ngạo nghế cửu thiên chi thượng. đoạn đường này người cũng nhìn thấy, không ai có thể giết chết thiếu gia, sở dĩ ngươi không cần phải lo lắng, nên lo lắng hẳn là đông hoàng đại lục người. ha ha ha, đừng khóc, chờ lấy thiếu gia đại sát tứ phương, tìm tới mẫu thân cứu trở về như tuyết chúng ta người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau, có được hay không? Giang giật ôn nhu thay Giang tiểu nô lau đi khóe mắt lệ thủy, trên mặt tự tin thần sắc, trong mắt nhu tình thấy một bên thiên thiên đôi mắt mê say. Đây không phải những cái kia hoàn khố bọn công tử ba hoa trích chòe, tại Giang giật trong miệng nói ra, thiên thiên không hiểu cảm giác được Giang giật nhất định có thể làm, mà lại tại tương lai không lâu, toàn bộ thiên tinh giới có khả năng đều muốn tại cái này nam tử dưới chân run rẩy. Thiếu ra, thiếu ra, thiếu ra. Giang tiểu nô đột nhiên nhào vào giang giật trong ngực, hai tay gắt gao ôm lấy giang giật, trong miệng thì thào không ngừng, kêu giang giật trái tim tan nát rồi. Hắn không nói chuyện, đưa tay ôm giang tiểu nô, khẽ vuốt nàng như dương chi ngọc trơn nhẵn phía sau lưng, nhẹ ngửi nàng trên sợi tóc mùi thơm, hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói ra tiểu nô, chờ lấy thiếu ra trở về. Thật lâu, thật lâu, giang tiểu nô rốt cuộc buông lỏng tay ra cánh tay, giang giật cũng ngoan tâm hướng về sau mới thối lui, hắn nhìn thật sâu giang tiểu nô vài lần, Hai tay sáng lên bạch quang, đột nhiên xé rách hư không, chui vào độn thiên rời đi. Thiếu gia, Giang tiểu nô chạy chậm mấy bước, đưa tay muốn tóm lấy Giang giật, nhưng vô hụt, nàng tựa như mất đi hồn phách, tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng thẳng, khóe mắt nước mắt như mưa rơi xuống, làm ướt một mảnh y phục. Thiên Thiên bước nhẹ tới, giữ chặt Giang tiểu nô nhẹ tay ôm nhẹ lấy nàng, rất khẳng định nói ra, "Tiểu nô muội muội, tin tưởng thiếu gia của ngươi, Thiên Tinh Đại Lục Thiên, sớm muộn có một ngày sẽ bị thiếu gia của ngươi xuyên phá." thiên thiên, Giang Tiểu Nô hai mắt đấm lệ vuốt ve quay mặt lại, nghẹn ngào nói ra, thiếu gia trở về, thật sẽ lấy ta sao? Sẽ, ta dùng tính mệnh cùng ngươi cam đoan, chờ các ngươi lần sau gặp mặt, thiếu gia của ngươi nhất định sẽ cưới ngươi. Thiên thiên trùng điệp gật đầu, Giang Tiểu Nô sở dĩ hội lưu lại, cũng là ngao lư để thiên thiên nói Giang giật lần sau trở về liền sẽ cưới nàng, ngao lư làm yêu tộc chi chủ. Giang Tiểu Nô lựa chọn tin tưởng hắn, đương nhiên ngao lư cũng cam đoan nghĩ hết biện pháp trợ giúp giang tiểu nô cảm mộ mặc vũ thần công đệ tam trọng giang tiểu nô tư tưởng đơn thuần nhưng nàng cũng không ngốc đăng thiên phong một trận chiến cũng làm cho nàng minh bạch chính mình cùng cường giả chân chính tranh lệch vẫn còn rất lớn nàng đi theo giang giật đi đông hoàng đại lục chỉ làm liên lụy giang giật cho nên nàng cuối cùng lựa chọn lưu lại cứ việc nội tâm của nàng nghĩ thông suốt đạo lý nhưng giờ phút này nàng vẫn là không hiểu cảm giác giang giật rời đi về sau thế giới này tựu đã mất đi sắc thái Nàng mặc dù không phải lẻ loi chơi trọi một người đứng thẳng, nhưng thiên thiên cùng hắc thần ngao lư nhìn xem nàng lúc, nội tâm không hiểu có loại cảm giác, tựa hồ giờ khắc này, thiếu nữ này bị thế giới này vứt bỏ. Hắc thần lúc đầu muốn dẫn giang giật đi thiên hồ đại lục, lại quay lại thần tứ đảo, bất quá bị giang giật cự tuyệt. Hắc thần tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh, có hắn tại cũng an toàn hơn, nhưng giang giật độn thiên càng nhanh, hắn có huyễn ảnh thần thông, cái này vô tận biển sâu đối với hắn mà nói cũng không có nguy hiểm. Linh hồn của hắn lần này đạt được thăng hoa, cường đại mấy lần có thừa, nhục thể tại khốn long thảo cải tiến dưới, tại thần tứ thành tu luyện lâu như vậy, cũng bị tiếp tục bị ôn dưỡng, cường đại rất nhiều. Sở dĩ độn thiên khoảng cách càng xa hơn, một lần độn thiên trọn vẹn xuyên qua ức vạn lý, hắn mới cảm giác hơi có chút khó chịu, xé rách hư không bay ra. Hắn cũng không có ra đáy biển, mà là tại trên biển uổng phí, giờ phút này cũng là ban ngày, bầu trời sóng biếc như tẩy, trên biển một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy chiếc tiểu điều bay qua, gió biển trầm chậm làm người ta cảm giác phá lệ hài lòng. ầm, um, nơi xa mặt biển đột nhiên nổ tung, một cái to lớn yêu vương lộ ra diện mục dữ tợn, hai cái băng lãnh cái cảng vạch phá bầu trời hướng giang giật hung hăng đâm tới. hư, yêu vương đối với giang giật tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp trong nháy mắt có thể hủy diệt. không bằng hắn không muốn chiến đấu, vậy sẽ hấp dẫn phụ cận cường đại yêu đế thậm chí yêu hoàng. trên người hắn bạch quang lóe lên, bộ dáng chậm rãi biến ảo, cuối cùng lại biến thành hắc thần mà khí thức trên thân cũng cùng hắc thần giống nhau như lúc, thậm chí trên người hắn uy áp còn không cần hắc thần tranh lệch. Mặc dù khí thế kia rõ ràng là hư ảo, nhưng yêu vương sao có thể phân biệt đạt được vậy liền coi là yêu đế cùng yêu hoàng khẳng định cũng vô pháp phân rõ. Kia yêu vương hai cái cái kìm liền muốn kẹp lấy giang giật, nhưng bị hắn lạnh lùng nhìn lướt qua, thế mà dọa đến sợ hãi lao xuống trong biển, bỏ trốn mất dạng. Cái này huyễn ảnh thần thông quá nghịch thiên, giang giật cảm khái một tiếng, thân thể hướng nơi xa bay đi, hắn thần thức dò xét đến bên kia có một cái đảo nhỏ, hắn có thể nghỉ ngơi khôi phục một chút, chờ thân thể hoàn toàn bình phục, lại đi thiên hồ đại lục. mươi 867, Náo đại gia ngươi, nghỉ ngơi một ngày giang giật lần nữa lên đường, hắn một mực biến ảo thành hắc thần bộ dáng tại vô tận trong biển sâu rất là an toàn. Hắn đi đường cũng không vội, mỗi lần độn thiên ức vạn lý sau đều sẽ nghỉ ngơi một ngày, để thân thể cùng linh hồn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dạng này hắn tao ngộ nguy hiểm về sau, tùy thời có thể độn thiên rời đi. Độn thiên 5 lần, tăng thêm nghỉ ngơi hao tốn 6 ngày thời gian, hắn đã tới thiên hồ đại lục. Hắn cũng không biến về bộ dáng lúc trước, tự hóa thân thành hắc thần nghênh ngang đi vào thiên hồ đại lục, lại một lần nữa độn thiên về sau, hắn tự đã tới hoàng thành phụ cận, tại phụ cận thiên hồ tộc quần tộc trưởng dẫn đầu dưới, bay đi hoàng thành. Thiên thiên quả nhiên không có lửa hắn, vô tận biển sâu phái tới năm tên yêu hoàng, giờ phút này thác bạt cầm ngay tại nhất thống thiên hồ đại lục, yêu hậu cùng tiểu phỉ tại trong hoàng thành, an toàn vô cùng tham kiến hắc thần đại nhân tiến vào hoàng thành giang giật liền thấy hai tên thánh trưởng lão mang theo yêu hậu còn có một đám thiên hồ tộc cường giả đến đây minh đón giang giật trên đường dò thăm thác bạt cầm đi phương bắc cũng không ngoài ý muốn ánh mắt nhìn về phía yêu hậu nói tiểu phỉ đâu yêu hậu có chút kinh ngạc nhưng vẫn là rất cung kính trả lời hồi hắc thần đại nhân tiểu phỉ bế quan tại tu luyện thiên hồ nhất tộc bí pháp nha giang giật phung tay lên nói đi vào nói đi tiến vào tòa thành bên trong Giang giật vẫy lui thiên hồ tộc cường giả, lúc này mới truyền âm nói, yêu hậu, ta là giang giật, ta lợi dụng đại thần thông cải trang giả dạng thành hắc thần, hành tung của ta không thể lộ ra, các ngươi ở lại đây đến tựu vẫn tốt chứ. Ây, yêu hậu hồ nghi nhìn thoáng qua giang giật, có chút không tin tưởng, dưới cái nhìn của nàng trước mắt liền là hắc thần, căn bản không có nửa điểm giang giật khí tức. Giang giật cười một tiếng, truyền âm nói, ha ha, yêu hậu, còn nhớ rõ thiên nữ phong A Tiểu Hồng yêu vương, hạ vũ thành, đế đô, thiên tinh thành, độc cô cửu. Yêu hậu liên tục gật đầu, xác định là giang giật không lầm, trên mặt nàng nhưng không có kinh hãi, ngược lại cung kính nói ra, làm phiền hắc thần đại nhân nhớ mong, thiếp thân cùng tiểu phỉ đều bình an. Tiểu phỉ tại thiên hồ nhất tộc tổ thần bí cảnh bên trong tu luyện cũng tiến triển cực nhanh, đế quân cùng chư vị trưởng lão đối với chúng ta đều rất tốt, chúng ta lại rất thư thái. Giang giật yên tâm lại, lại truyền âm nói, yêu hậu, ta cần ra một chuyến xa nhà, có thể về sau thời gian rất lâu không thể tới xem các ngươi, nếu có bất cứ chuyện gì trước tiên đưa tin cho Thiên Thiên các ngươi ở lại đây đến không thoải mái cũng có thể để Thiên Thiên mang các ngươi đi vô tận biển sâu Huyền Vũ Thành hoặc là Thần Tứ Thành ừm yêu hậu trùng điệp gật đầu nàng có chút lo lắng nhìn qua Giang Giật nói Hắc Thần đại nhân một đường chú ý an toàn Tiểu Phỉ rất nhớ mong ngươi Giang Giật muốn đi xem Tiểu Phỉ đáng tiếc nàng đang bế quan mà lại là tại Thiên Hồ Tộc bí cảnh hắn cũng không tốt đi vào chỉ có thể ngồi một hồi tiểu cáo biệt rời đi trước khi đi hắn lưu lại một bức họa, kia là chính hắn cùng tiểu phỉ tranh chân dung, chờ tiểu phỉ sau khi xuất quan, cũng có cái lưu niệm. Ta đi, yêu hậu, trân trọng, bay lên trên hoàng thành uổng phí, giang giật quay đầu lường yêu hậu một chút, cái sau có chút không người, hai con ngươi nhìn qua giang giật, chân thành tha thiết nói ra, trân trọng. Hiu, giang giật không có chờ thác bạt cầm trở về, mà là bay thẳng đi, cũng không cho thiên hồ tộc dẫn đường, tìm không có bóng người địa phương, trực tiếp độn thiên rời đi. Lần này hắn muốn đi chính là thần tứ thành, muốn đi trước đó dù sao cũng phải cùng tiền vạn quán phượng loan bọn người cáo biệt, an bài một số chuyện. Đi thông bẩm tiền ra, liền nói tiền khôn cầu kiến. 26 thiên hậu, Giang Giật đã tới từ đồ ngoài đại viện, hắn giờ phút này biến thành một cái bình thường trung niên võ giả, thực lực chỉ có thiên quân nhất trọng, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người không ai xem lần thứ hai chủ. Giờ phút này hắn chính hờ hững cùng tư đồ ngoài đại viện một tên hộ vệ nói. Tiền ra tự nhiên là tiền vạn quán, Hộ vệ lại có chút trần chờ nhìn qua giang giật tiền vạn quán thế nhưng là tư đồ ra cô ra ai cầu kiến đều có thể gặp không đợi hộ vệ này khu trục giang giật lại lạnh giọng nói ra gọi ngươi đi thông bẩm liền đi thông bẩm ngươi chỉ cần báo tiền khôn danh tự tiền ra tự nhiên sẽ gặp ta giống như không thấy các ngươi có thể giết ta mấy tên hộ vệ liếc nhau xác định giang giật không giống như là đồ đần cũng không ai hội cầm tính mệnh nói đùa một gã hộ vệ hướng tiền bảo nhanh chóng đi đến giang giật hờ hướng đứng đấy hắn sở dĩ hao tốn 26 ngày mới đến thần tứ thành, giờ phút này cũng thay đổi thành cái dạng này, tự nhiên là nghĩ che giấu tung tích. Thần tứ thành bên trong tuyệt đối ẩn núp đông hoàng đại lục gian tế, coi như cái này tư đồ phủ cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn, sở dĩ hắn không thể không cẩn thận. Trong con mắt của mọi người, hắn là đi vô tận biển sâu, nếu là hồi trở lại thần tứ bộ lạc, vậy khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Giang giật muốn chính là cho đông hoàng đại lục gian tế một loại ảo giác, hắn một mực tại vô tận biển sâu không có trở về, từ đó có thể vụng trộm chạy đi Đông Hoàng Đại Lục, bí mật mưu đồ. Tiền ra để ngươi đi vào, hộ vệ rất mau ra tới, thái độ cũng cung kính mấy phần, hai tên hộ vệ mang theo giang giật đi vào tư đồ Đại Việt, ngoặt đông ngoặt tây cuối cùng đã tới tiền vạn quán phủ đệ, tiền bảo. Tiến vào tiền bảo, giang giật thoáng cái cảm giác có bảy tám đạo khí thức cường đại khóa chặt chính mình, trong đó lại còn có một đạo khí thức là nửa thần cảnh. Bất quá tùy ý dò xét thoáng cái tự biến mất, hắn âm thầm hài lòng, xem ra tiền bảo an toàn có tuyệt đối cam đoan. Ngươi là ai? Đại sảnh cửa chính đi ra một cái uy nghi thanh niên, mấy tháng không thấy tiền vạn quán lần nữa lục soát ta, khí độ cũng càng thêm bất phàm, một câu lại để Giang giật cảm giác được một tia nhàn nhạt áp bách. Giang giật nhìn qua đầy mắt hồ nghi tiền vạn quán, chắp tay nói tiền ra, tại hạ tiền khôn, đến đến linh thú sơn học viện, năm đó may mắn cùng tiền ra cùng một chỗ xông sáo qua vài chỗ, tỉ như đoạn hồn cốc, thiên quân mộ, thiên nữ phong, tinh vẫn đảo, tiền ra phải chăng còn nhớ rõ tiền vạn quán trong mắt tinh mang lóe lên khóe miệng rất nhanh lộ ra ý cười vuốt cằm nói nhớ rõ nhớ rõ vào nói đi giang giật thầm than tiền vạn quán suy nghĩ nhanh nhẹn đi theo hắn đi vào tiền vạn quán đi vào lập tức khua tay nói toàn bộ ra ngoài mở ra cấm chế hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách ai cũng không thấy lão đại là ngươi sao cấm chế vừa mở ra tiền vạn quán lập tức nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cái kia còn có vừa rồi nửa điểm uy nghi giang giật nhếch miệng cười một tiếng trên thân chậm rãi biến ảo linh hồn khí thức cũng thay đổi trở về gật đầu nói vạn quán đã lâu không gặp tiểu tử ngươi lục soát không ít ha dạng này rất tốt ha 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 tiền vạn quán đi tới cho giang giật một cái gấu ôm mặt mũi tràn đầy thổn thức nói ra lão đại ngươi mới vừa rồi là cái gì thần thông lại thay đổi hoàn toàn một người nếu ngươi không nói những cái kia ta tuyệt đối nghĩ không ra đúng rồi lão đại ngươi làm sao thay hình đổi dạng lẻn về đến tiểu nô đâu hắc hắc, Giang giật sờ lên cái mũi, cười nói, đây là huyễn ảnh thần thông, đừng nói ngươi coi như ta đứng tại nhạc phụ ngươi trước mặt, đều tuyệt đối không nhận ra ta tới, ân. Coi như những lão quái vật kia, không có đặc thù thần thông đều mơ tưởng xem thấu ta chân thân. Tiểu nô lưu tại huyền Vũ Thành, Ngao Lư nói muốn trợ giúp nàng cảm ngộ mặc vũ thần công đệ tam trọng, còn như ta vì sao muốn cải trang tiềm hành, là bởi vì ta muốn đi Đông Hoàng Đại Lục. Đông Hoàng Đại Lục, tiền vạn quán đôi mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức vỗ bộ ngực nói, lão đại, ta đi theo ngươi. Núi đao biển lửa, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ sông, chúng ta đi đem đông hoàng đại lục náo cái long trời lở đất. Náo đại ra ngươi, giang giật vỗ tiền vạn quán cái ót, cười mắng, đi đem tất cả mọi người kêu đến, ta an bài một chút, nghỉ ngơi mấy ngày liền chuẩn bị lên đường. mươi 868, Chiến vô song thỉnh cầu. Công tử, giang giật, quốc sư, đệ đệ, Phượng Loan chiến vô song vân phỉ cùng Linh đang tỉ bị tiền vạn quán phái người theo giang bảo bên trong gọi tới về sau, toàn bộ đều trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Tại tư đồ đại viện mặc dù an toàn có cam đoan, ăn chính là sơn chân hải vị, quát chính là quỳnh tương ngọc nhướng, muốn cái gì tư đồ ra đều sẽ trước tiên cung cấp, nhưng không có giang giật thời gian, trong đám người cảm giác ít một chút cái gì, sinh hoạt cũng biến thành buồn tẻ vô vị. Đều ngồi đi, lần này ta là bí mật trở về, có một ít sự tình cũng cùng các ngươi nói một chút. Đối với những người này, Giang Giật là hoàn toàn tiến nhiệm, cũng không có giấu giếm mọi người ý tứ, dù sao chuyến này quá mức hung hiểm, nói không chừng tựu chết tại Đông Hoàng Đại Lục, lần này đi từ biệt, có lẽ liền là vĩnh biệt. Hắn phải đi vô tận biển sâu sự tình nói rõ chi tiết một lần, bao quát yêu hậu cùng tiểu phỉ sự tình. Nhưng lại che giấu ngao lư lời nhắn nhủ hai chuyện, hai chuyện này mọi người biết rõ cũng vô dụng, trong đó một kiện sự tình đã bao hàm thiên thiên đáng thương thân thế, hắn không muốn nhiều lời. Chỉ nói học xong cường đại huyễn ảnh thần thông, hắn quyết định đi Đông Hoàng Đại Lục nghĩ cách cứu viện Tô Như Tuyết, tìm kiếm y phiêu phiêu. Công tử, ta đi theo ngươi. Gần như đồng thời, Phượng Loan cùng Thanh Ngư không hề do dự khẽ kêu, chiến vô song cùng Vân Phỉ liếc nhau, hai người không nói gì, nhưng trong mắt đều là vẻ lo lắng, Linh đang tỉ một đôi mắt đẹp cũng dâng lên một tia vung không đi sầu. Việc này không có chỗ thương lượng, Giang giật nhìn thoáng qua Phượng Loan hai người, kiên định lạ thường nói ra, các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là ta mang các người hồi trở lại phượng minh đại lục hoặc là lưu tại bực này ta trở về nhìn thấy giang giật thần sắc hai người trong mắt bịt kín một tầng hơi nước đều không tiếp tục mở miệng hai người trầm mặc thật lâu cuối cùng phượng loan mở miệng nói vậy chúng ta sẽ chờ ở đây công tử trở về đi chúng ta không trở về phượng minh đại lục chờ công tử khải hoàn trở về về sau lại mang bọn ta nở mày nở mặt trở về tốt giang giật đưa tay bắt lấy hai người cũng không có cho quá nhiều hứa hẹn hắn vô cùng rõ ràng hai người không quay về cũng là vì hắn an toàn nghĩ. Phượng Minh đại lục tuyệt đối khắp nơi đều là cửu đế gia tộc gian tế, hai người vừa trở về lợi mã bị bắt. Dù sao hai nhà đều có linh hồn đạo văn mảnh vỡ, đoán chừng giờ phút này mới đại đế cũng ra đời, hai người trở về không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lão đại, ta, tiền vạn quán muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói gì, hắn biết rõ đi cùng đông hoàng đại lục chỉ có liên lụy giang giật, hắn cần làm liền là tiếp tục vận hành đằng long thương hội, lúc cần thiết cho Giang giật đầy đủ trợ giúp. Tốt, cứ như vậy quyết định, ta nghỉ ngơi ba ngày sau lên đường rời đi, hành tung của ta không muốn tiết ra ngoài, vạn quán, nhất niệm đều không cần nói cho. Giang giật phung tay lên, giải quyết dứt khoát, tiền vạn quán cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không định nói cho tư đồ nhất Niệm cũng không phải là không tin được nàng, việc này người biết càng ít, Giang giật càng an toàn. Về sau tiền vạn quán cùng Giang giật giải thích thoáng cái đằng long thương hội cùng thần tứ bộ lạc tình huống, thần tứ bộ lạc rất bình tĩnh, có ngao lưu tại, không ai dám động mọi người. Tư đồ gia phát triển cũng rất cấp tốc, bất qua tư đồ ngạo minh bạch mộc nở hoa tại lâm, phong tất thúc chi đạo lý, phát triển ổn đánh ổn đâm, chậm rãi hình dáng đại, cũng chưa từng có tại cao điệu. Đàng Long thương hội tiến triển cũng cũng không tệ lắm, tư đồ gia liên hợp còn lại gia tộc thành lập một cái ám tổ, chuyên môn thanh tẩy đông hoàng đại lục gian tế, lấy được rất đại thành hiệu. Đồng thời tư đồ gia bí mật điều động ẩn tàng thế lực, khống chế Đông Hoàng Đại Lục Đông Bắc bên cạnh một cái tiểu đại lục, đồng thời bắt đầu bồi dưỡng một cái gia tộc, để cái này gia tộc trở nên cường đại. Lợi dụng cái này gia tộc làm ván nhảy, chậm rãi thẩm thấu vào Đông Hoàng Đại Lục từng bước lớn mạnh, tiền vạn quán chuẩn bị tốn hao 5 năm, 10 năm khống chế Đông Hoàng Đại Lục một vực, tại để cái này một vực lớn mạnh, từng bước nuốt Đông Hoàng Đại Lục. Kế hoạch rất kỹ càng, mộng tưởng rất tốt đẹp, nhưng bất luận có thể hay không đạt thành, tiền vạn quán đều cần tốn hao cả đời thời gian đi cố gắng, đi phấn đấu giang giật không hiểu những này tiền vạn quán làm việc cũng rất thành thục không cần hắn chỉ điểm rất nhiều nơi hắn cũng chỉ điểm không được chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói cho hắn biết chính mình vĩnh viễn là hắn kiên cường hậu thuẫn để hắn buông tay mà làm trời sập bọn hắn cùng một chỗ khiêng giang giật ta muốn cùng ngươi nói sự kiện chiến vô song gặp hai người nói xong rồi đột nhiên mở miệng nói giang giật kinh ngạc nhìn hắn một chút hơi nghi hoặc một chút đều là người một nhà có chuyện gì không thể tại cái này nói bất quá chiến vô song sách ra Giang giật nhẹ gật đầu cùng hắn đi vào gian phòng mở ra cấm chế. Chiến vô song cũng khai môn kiến sơn nói ra, Giang giật, ta muốn cùng ngươi đi Đông Hoàng Đại Lục. Giang giật, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Nhìn thấy Giang giật muốn cự tuyệt, chiến vô song vội vàng nói, ta đi Đông Hoàng Đại Lục cũng không phải là chịu chết, ta cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không xúc động vờ ngớ ngẩn. Ta sở dĩ muốn đi, là bởi vì phụ thân ta nguyện vọng, cũng có thể nói là chúng ta nhất tộc nguyện vọng. Ừ, Giang giật mày nhân lại, trầm giọng nói ra, tình huống như thế nào ngươi nói xem. Chiến vô song dừng một chút, giải thích nói, trên thực tế, chúng ta nhất tộc cũng không phải là thiên tinh đại lục sinh trưởng ở địa phương, chúng ta khai tộc tổ tiên tại mấy vạn năm trước một thân một mình đi tới Đông Hoàng Đại Lục. Hắn cũng không có nói hắn đến từ cái gì gia tộc, chỉ là trước khi chết lưu lại di ngôn, để chúng ta nhất tộc nếu có đã thức tỉnh chiến thần huyết mạch con em, có thể đi Đông Hoàng Đại Lục tìm kiếm bản tộc, nhận tổ quy tông, cũng lưu lại một tấm lệnh bài. Chiến gia con em vài vạn năm đến, có rất nhiều đã thức tỉnh chiến thần huyết mạch, nhưng đều không có thực lực đi trở về Đông Hoàng Đại Lục. Ta là duy nhất đi ra, phụ thân tại ta lúc rời đi cũng cho ta có cơ hội nhất định phải đi Đông Hoàng Đại Lục một chuyến, tìm kiếm bản tộc, nhận tổ quy tông. Chiến gia, Giang giật đôi mắt lóe lên, hồ nghi nhìn chiến vô song nói, các người bản tộc không phải là Đông Hoàng cửu đế chiến gia a à. Hẳn không phải là, chúng ta chiến thần nhất tộc công pháp, cùng Đông Hoàng cửu đế chiến gia không quá giống, Đông Hoàng đại lục lớn như vậy, chiến gia khẳng định cũng không chỉ một nhà. Chiến vô song lắc đầu, tiếp tục nói ra, sở dĩ ta nhất định phải đi một chuyến Đông Hoàng đại lục, tiên tổ lưu lại lệnh bài, có thể chỉ dẫn ta tìm tới bản tộc. Giang giật trầm mặc, việc này liên quan hệ đến chiến vô song bản tộc, hắn không tốt thuyết phục. Nhận tổ quy tông đây là chiến gia sở hữu con em nguyện vọng A à việc này giang giật không chỉ có không thể ngăn cản chiến vô song, ngược lại phải nghĩ biện pháp giúp hắn. Hắn suy tư thật lâu về sau, Mở miệng nói, ngươi vẫn là không thể đi với ta, ngươi muốn đi Đông Hoàng Đại Lục ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi không thể theo ta đi. Vô Song đại ca, ngươi trước tiên ở Thần Tứ Thành tu luyện, càng cường đại càng tốt, chờ ta lúc nào tại Đông Hoàng Đại Lục bại lộ thân phận, Cửu Đế gia tộc khẳng định liền sẽ không lại chú ý các ngươi. Đến lúc đó ngươi để Vạn Quán Bí mật đưa ngươi trở về, trong lúc đó cũng có thể để Vạn Quán điều tra các ngươi một chút bản tộc tin tức. Bại Lộ thân phận, chiến Vô Song một mặt thần sắc lo lắng, giang giật Bại Lộ thân phận cửu đế gia tộc lực chú ý hoàn toàn chính xác sẽ bị giang giật hấp dẫn hắn lại đi đông hoàng đại lục sẽ an toàn rất nhiều chỉ là một khi bại lộ thân phận giang giật còn có thể sống sao hắn liên thanh hỏi giang giật ngươi không phải có huyễn ảnh thần thông sao như thế nào lại bại lộ thân phận nếu là vì ta rất không cần phải không phải là vì ngươi giang giật vỗ vỗ chiến vô song bả vai đứng dậy nói ra ta đi đông hoàng đại lục việc cần phải làm quá nhiều tỉ như nghĩ cách cứu viện như tuyết không khai chiến có thể sao một khi khai chiến thân phận thế tất hội bại lộ. Yên tâm đi, ta có độn thiên cùng huyễn ảnh thần thông, coi như bại lộ trừ phi cửu đế xuất thủ, nếu không. Ai cũng giết không được ta, chờ ta đem đông hoàng đại lục huyên náo long trời lở đất lúc, người liền có thể động thân. Ừm, nhìn qua giang giật tự tin thần sắc, nghe hắn phóng khoáng lời nói, chiến vô song cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Không bằng hắn rất nhanh đôi mắt ảm đạm xuống, tại nội tâm lẩm bẩm nói, không biết ta chiến vô song phải chăng cũng có, đem đông hoàng đại lục huyên náo long trời lở đất một ngày nếu có như vậy một ngày, đời này chết cũng không tiếc vậy. chương 869, Linh Nhi vang đinh đương. Sau đó hai ngày, Giang giật mỗi ngày bồi thiết mọi người, ban ngày cùng tiền vạn quán chiến vô song Linh đang tỉ uống rượu, ban đêm thì ôm Phượng Loan cùng Thanh Ngư đi ngủ. Phượng Loan cùng Thanh Ngư hai ngày này giống như điên, hàng đêm cùng Giang giật triền miên đến đêm khuya, Phượng Loan lúc đầu phương diện này tương đối bảo thủ hàm xúc, tại cái này hai đêm cũng biến thành phá lệ nhiệt tình các loại trước kia không chịu chiêu thức toàn bộ lên một vòng. Thanh ngư càng là tựa như một đầu muốn chết khát con cá về tới trong biển, điên cuồng đến cực hạn, để Giang giật tận hưởng tề nhân chi phúc. Giang giật cũng biết hai người là sợ hắn một đi không trở lại, sở dĩ có ứng tất đủ, hai người này mặc dù chưa bao giờ muốn qua danh phận, cũng dùng thiếp thất nữ nô tự cho mình là, nhưng hắn chưa bao giờ đem hai người xem như thiếp thất, càng sẽ không xem như nữ nô. Ôn nhu hương liền là mộ anh hùng, ngày thứ ba Giang giật quyết định lên đường, bằng không hắn sợ chính mình sẽ bỏ không phải rời đi ngày mới mới vừa sáng hắn nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi bên người hai cỗ mỹ nhân thân thể mềm mại mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài cùng tiền vạn quán chiến vô song quát cuối cùng một trận cáo biệt rượu tự độn thiên rời đi hắn nhẹ nhàng đi ra phía ngoài tại hắn sau khi đi ra khỏi phòng phượng loan cùng thanh ngư đồng thời mở to mắt hai cặp đôi mắt đẹp đối mặt không nói gì khóe mắt nước mắt cũng im ắng trượt xuống a à, gian giật ở chính là tiền bảo hậu viện hắn mới vừa đi ra gian phòng liền thấy hậu viện trong bụi hoa có một cái màu vàng nhạt thân ảnh tại trong đình an tọa hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng lưng lại tựa hồ như người thấy cô độc tịch mịch khí tức linh đang tỉ dậy sớm như thế hắn nhìn mấy lần nhấc chân chiêu hoa bên trong vườn đi đến trong đình ngồi mỹ nhân nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn quanh tới nhìn thấy giang giật sau một tấm tràn đầy yêu sầu mặt lập tức tách ra nụ cười như hoa đệ đệ người dậy rồi nam cung khinh linh đứng dậy nàng năm nay hẳn là có hai mươi bảy hai mươi tám bất quá tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng cùng trên thân lưu lại vết tích ngược lại như một viên chín mọng quả tản mát ra mê người hương vị nhất là một đôi sung mãn bên trong này chuỗi màu hồng linh đang tại sáng sớm một tia dương quang chiết xạ phát xuống ra xinh đẹp quang mang cũng càng thêm lộ ra nàng kia đối sung mãn rất tự hào tỷ tỷ mới lên được sớm đâu giang giật cười nhạt một tiếng nhìn thấy trong đình có một ly trà tiện tay liền cầm lên xúc xúc nghiệp lại rót một chén uống vào bất quá chờ hắn đem cái chén buông xuống lúc lại phát hiện Nam Cung Khinh Linh mặt ửng hồng, còn không dám nhìn hắn. Hắn nghi ngờ đưa thay sờ sờ Nam Cung Khinh Linh cái chán, quan tâm hỏi, người thế nào tỉ tỉ. Giang giật tay vừa kề sát gần làn da của nàng, Nam Cung Khinh Linh thân thể mềm mại run lên, vùi đầu đến thấp hơn, trong miệng phát ra mũi kêu thanh âm kia. Cái chén ta vừa mới uống qua, ây, Giang giật mặt mo đỏ ửng, lúng túng sờ lên cái mũi, lập tức cười hắc hắc nói, vậy thì có cái gì tỉ tỉ cũng không phải ngoại nhân, cho đệ đệ chiếm chút tiện nghi cũng không mất mát gì không phải. Phi, Nam Cung khinh Linh rõ ràng xì một cái, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, giang giật nhìn nàng vài lần có chút cảm giác không tự tại. Tại thiên lôi thành hai người lần thứ nhất gặp mặt, giang giật tụ đùa nghịch lưu manh, sau đó cũng thường xuyên không che đậy miệng thỉnh thoảng đùa dẫn nàng. Khi đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý niệm không chính đáng, Nam Cung khinh Linh cũng quyền đương cười một tiếng. Nhưng hôm nay Nam Cung khinh Linh phản ứng hơi lớn, cái này ngược lại để Giang Giật có chút xấu hổ, Hai người đều không nói lời nào, bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ, cũng có một tia nhàn nhạt kiểu diễm, giang giật con ngươi nhất chuyển, nhìn thoáng qua Linh Đang tỉ trước ngực này chuỗi màu hồng Linh Đang, đột nhiên vỗ đầu một cái nói, ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, Linh Đang tỉ, có một kiện lễ vật một mực quên cho ngươi. Ông, giang giật trong tay giới chỉ sáng lên, một chuỗi xinh đẹp tử sắc Linh Đang ra trong tay hắn, chính là năm đó đấu giá hội vỗ xuống tử hồn Linh, giang giật đưa cho Nam Cung khinh Linh, lại bị Nam Cung Vân Nghĩa phái người lui trở về, đằng sau hắn cũng một mực quên đi, giờ phút này mới nhớ tới. Tỷ tỷ, cái này tử hồn linh tặng cho ngươi, Giang giật sách theo tử hồn linh đưa tới, Nam Cung khinh Linh ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, lập tức lườm Giang giật một chút, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nhẹ giọng nói ra có thể cho tỷ tỷ đeo lên sao. Được rồi, Giang giật đem tử hồn linh đặt ở trên bàn đá, đưa tay liền muốn giúp Linh đang tỷ đem ban đầu Linh đang gỡ xuống chỉ là kia linh đang đánh kết tương đối phức tạp giang giật lại không dám kéo đứt dây thừng sở dĩ tay chân vụng về giải nửa ngày còn không có giải khai ngược lại hai tay thỉnh thoảng đụng chạm linh đang tỉ cái cổ trắng ngọc vai để linh đang tỉ hô hấp đều có chút dồn dập dây thừng vẫn là mở ra giang giật cũng giúp linh đang tỉ đem tử hồn linh đeo đi lên cái này tử hồn linh chế tác so ban đầu linh đang tốt hơn nhiều tử sắc linh đang cùng nàng màu vàng nhạt váy giải xứng đôi càng xinh đẹp hơn hắn nhìn chằm chằm linh đang nhìn mấy lần gật đầu nói chật chật thật là dễ nhìn. Chỗ nào đẹp mắt, Nam Cung khinh Linh dóc xương lóc thịt Giang giật một chút, nói là Linh đang đẹp mắt, vẫn là ngược đẹp mắt. Ây, Giang giật cùng Linh đang tỉ liếc nhau, có chút có tật giật mình mở ra cái khác con mắt nói, cũng đẹp, cũng đẹp, hắc hắc. Đồ lưu manh, Linh đang tỉ trên gương mặt lại bay lên hai đóa hồng vân, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi chân trời xa còn có chút mờ tối sắc trời, có chút thất lạc nói ra, đệ đệ, chuẩn bị hôm nay tựu đi sao. Giang giật cũng đi theo Linh Đang tỷ ánh mắt nhìn về phía phía đông, nhìn qua kia tảng sáng nắng sớm nói, đúng vậy a, à, sớm muộn muốn đi, có một số việc nhất định phải đi làm. Yên tâm đi, Linh Đang tỷ, ta nhất định sẽ trở về. Ừm, Linh Đang tỷ trùng điệp gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. rỗi ra Ngọc Thủ bắt lấy Giang giật đại thủ nói, để để đưa ta một kiện lễ vật, tỷ tỷ cũng đưa ngươi một kiện, để cho ngươi đi Đông Hoàng Đại Lục cũng có thể nhớ rõ tỷ tỷ. Lễ vật gì a, à? Giang giật hiếu kỳ nhìn sang. Nam Cung khinh Linh lại lôi kéo hắn bước nhanh chiêu hoa viên ngoại đi đến, hắn cũng không nhiều hỏi đi theo nàng một đường tiến lên, thẳng đến đến Nam Cung khinh Linh gian phòng. Ông, vào phòng, Nam Cung khinh Linh đột nhiên đem cấm chế bên trong mở ra, nàng thần thần bí bí nhìn qua giang giật nói, đệ đệ, người trước tiên đem con mắt nhắm lại, cũng không cho phép nhô ra thần thức. Thứ gì nha, giang giật càng thêm tò mò, bất quá Linh đang tỉ yêu cầu hắn luôn luôn không cách nào cự tuyệt, thành thành thật thật nhắm mắt lại. Nam Cung khinh linh đôi mắt thế mà cũng nhắm lại, lông mi lắc một cái lắc một cái, hiển nhiên có chút khẩn trương. Nàng một cái thiên thiên ngọc thủ đột nhiên hướng chính mình trên lưng dây buộc kéo đi, nhẹ nhàng kéo một phát dây buộc bay thấp, nàng hai tay mở ra, trên người nàng màu vàng nhạt váy dài cũng chậm rãi theo trên vai trượt xuống, lộ ra một cỗ trắng nõn huyền chuyển đồng thể. Đinh đương, Giang giật nghe được một trận linh đang nhẹ vang lên, chờ một hồi cảm giác không thích hợp mở to mắt, Trước mắt hình tượng để hắn lập tức huyết mạch hố tấm linh đang tỉ toàn thân chỉ còn lại một kiện thật mỏng còn có chút trong suốt áo lót, mượt mà vai, một đôi ngọc thủ, hai đầu tròn triệt tuyết trắng chân dài đều bại lộ trong không khí, trước ngực một đôi sung mãn càng là tránh thoát muốn ra, trong mơ hồ giang giật thậm chí thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Lộc cộc, lộc cộc, linh đang tỉ ngươi đừng như vậy, dạng này không tốt. Giang giật nuốt xuống mấy cái nước bọt, có chút không biết làm sao, lời còn chưa nói hết. Nam cung khinh linh tự nhắm mắt lại ôm hắn lang eo, Hai mảnh môi đỏ cũng kéo đi lên, một cái tay tại gian giật trên lưng dây buộc kéo một cái, sau đó nhanh chóng đem hắn trường bào rút đi. "Đệ đệ, tỷ tỷ không phải muốn làm nữ nhân của ngươi, cũng không cần ngươi phụ trách, tỷ tỷ chỉ muốn lưu cái mỹ hảo hồi ức, ngươi tựu quyền đương tình một đêm đi." "Đệ đệ, để tỷ tỷ biến thành một cái nữ nhân chân chính đi, tỷ tỷ đời này còn chưa bao giờ hưởng thụ qua làm nữ nhân tư vị đâu." Nam Cung Khinh Linh có chút run rẩy thanh âm vang lên, gian giật cảm giác một cái thủ hoạt tiến vào quần dài bên trong trong đúng quần mát lạnh, lập tức cũng không cầm giữ được nữa, chặn ngang đem Linh đang tỉ ôm lấy, hướng trên giường nhanh chân đi đi. Rất nhanh, bên trong khí thức trở nên xuân ý giạt rào, êm tai Linh đang âm thanh, sen lẫn nữ tử thở gấp vang vọng cả phòng. chương 870, Tội Hải Đông Hoàng Đại Lục cùng thần tứ bộ lạc ở giữa có một mảnh to lớn hải, mảnh này hải vực Đông Hoàng Đại Lục người xưng hô là tội hải, ý tứ nơi này tới gần tội đảo, cũng là tội ác hải vực. Giờ phút này tội hải phía bắc không gian đột nhiên rung động, tiếp lấy một cái yêu khí trùng thiên kim bảo nam tử theo vết nứt không gian bên trong bay ra ngoài, nam tử trên thân khí tức rất cường đại, ít nhất có thể đạt tới yêu đế đỉnh phong, hắn vừa xuất hiện cũng đem phụ cận hải yêu dọa cho đến chạy trốn tư phía. Hưu, nam tử trên đầu có hai cái kim sắc độc giác, nhìn rõ ràng là yêu đế, hắn một đôi mắt lạnh lẽo bốn phía quét qua, rất nhanh khóa chặt phương hướng, hướng phía tây bắc bay đi. Chiêm chiếp, phương hướng tây bắc có một cái đảo nhỏ, ở trên đảo có hai cái hồng đầu ưng chiếm cứ, Chờ kim bào nam tử tới gần, hai cái hồng đầu ưng hoảng sợ bay đi, bắn thẳng đến trên không trung, mang theo một trận bão tố phong. Hưu, kim bào nam tử bay vào trong đảo, bốn phía dò xét một phen, xác định phụ cận không có cường đại yêu thú về sau, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trong tay một chiếc nhẫn sáng lên, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi. Nơi này cách khai đông hoàng đại lục cũng không xa a. À. Đại nửa ngày hậu kim bào nam tử mở mắt lần nữa dò xét một phen, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, ngồi một hồi hắn xé rách hư không, thân thể chui vào biến mất tại hải đảo bên trong. Kim bào nam tử chính là thả ra viễn ảnh thần thông, cải trang ăn mặc giang giật, hắn rời đi thần tứ bộ lạc đã hơn 10 ngày. Lý do an toàn, hắn cũng không có trực tiếp theo thần tứ thành bên trong độn thiên rời đi, mà là cưới một chiếc thiên cơ thuyền đã tới thần tứ hải, ở nửa đường hạ thiên cơ thuyền, lúc này mới một cái độn thiên ra thần tứ bộ lạc. Về sau hắn cũng không có mạo muội thẳng tắp về phía tây bên cạnh độn thiên, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, trước độn thiên đi tội hải phương Bắc. Hắn chuẩn bị theo đông hoàng đại lục Tây Bắc Biên tiến vào, Tây Bắc Biên có rất nhiều nhân tộc đại lục, theo bên kia tiến vào sẽ không để người chú ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Phật Đế thành tại đại lục Tây Bắc. Huyền thần Sơn bị ngao lư làm quỷ, không có năm năm ai cũng không thể đi lên, tô như tuyết cơ thính vũ đám người tình huống giang giật hai mắt đen thui, hoàn toàn không rõ ràng. Y phiêu phiêu cùng dư ôn cũng còn không có điều tra ra được, còn như hủy diệt võ điện bằng vào giang giật chút thực lực ấy càng là người si nói mộc, sở dĩ hắn chỉ có đi trước Phật Đế Thành, tìm tới luyện ngục phế tích, nghĩ biện pháp cho tới hỏa xà lam cứu chữa thiên thiên lại nói. Ông, không ngừng độn thiên, mỗi lần đều có thể vượt ngang ước vạn lý, giang giật rời đi đông hoàng đại lục cũng không xa, liên tục lần độn thiên sau hắn ngừng lại, không còn dám mạo muội độn thiên. Tư liệu của hắn đoán trừng cửu đế gia tộc còn có đông hoàng đại lục một chút đại gia tộc đều thu thập rất chỉnh tề, hắn nếu là không muốn vừa tiến vào đông hoàng đại lục tự lộ ra ánh sáng thân phận, chỉ có điệu thấp tiến lên, nếu không một cái độn thiên vừa vặn ra đại lục thành trì trên không, lợi mã tự bại lộ. Độn thiên, hỏa vân khải, hỏa long kiếm, lôi hỏa, lôi đình chi nộ, thần âm thiên kỹ, vượt qua thiên ấn, sát lục chân ý. Tới gần đông hoàng đại lục về sau, phàm là hắn bị ngoại nhân biết thần thông cùng bảo vật, hắn cũng không thể dùng. Một khi sử dụng lập tức sẽ bị người truy tra, nếu có cường địch truy sát, hắn chỉ có phóng thích cường đại công kích, tăng thêm độn thiên thoát đi. Như thế thân phận của hắn lập tức lộ ra ánh sáng, tà ra vũ ra đổ ra kiếm ra đoán chừng cũng sẽ lập tức xuất động cường giả, nghĩ hết biện pháp đánh giết hắn. Sở dĩ hắn xuất phát trước tự hạ quyết tâm, nếu không phải hẳn phải chết nguy cơ, hắn tuyệt đối không thể vận dụng hắn trước kia thần thông cùng bảo vật, có thể không khai chiến cũng tận lượng không muốn khai chiến, trước điệu thấp lan lộn đi Phật đế thành phụ cận lại nói. Hắn mỗi lần phi hành vạn lý đều sẽ dừng lại, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích thần niệm dò xét một phen, nơi này đã là thiên hải khu vực, phụ cận cũng không có cường đại yêu thú, không dò xét tinh tường, giống như mạo muội tiến lên rất có thể sẽ tao ngộ đông hoàng đại lục nhân tộc. Hắn giờ phút này ngoại hình không còn là yêu tộc, mà là một cái lãnh khốc trung niên hán tử, ngoại nhân dò xét cũng có thể cảm ứng được hắn là hạ giai thiên quân, thực lực như vậy không sẽ chọc cho người chú ý, người bình thường cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Bên kia có người, phi hành một ngày một đêm, hắn rốt cục phát hiện người, bất quá không phải một người, mà là một chiếc thiên cơ thuyền, kia thiên cơ thuyền theo đông bắc bên cạnh bay tới, tốc độ rất nhanh, phương hướng cũng là hướng đông hoàng đại lục bên kia bay đi. Ừm, đuổi theo bọn hắn, có thiên cơ thuyền tự nhiên có thương hội, có thương hội kia đông hoàng đại lục bờ biển khẳng định cũng có cứ điểm, Giang giật dự định đi theo chiếc này thiên cơ thuyền đi bên trong cứ điểm, trước giờ một chút chung quanh đây tình huống. Dù sao trong tay hắn ngoại trừ một phần đông hoàng đại lục địa đồ bên ngoài, cái gì cũng không có, thiên cơ thuyền là cỡ nhỏ, tốc độ gần giống như hắn, hắn cũng không dám tới gần, trên thuyền có cường giả chấn giữ, một khi tới gần rất có thể sẽ bị công kích, hoặc là phán định là gian tế. Hắn dán tại thiên cơ thuyền đằng sau vạn lý, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn hội phóng thích thần niệm dò xét xác định sẽ không theo ném, hắn không biết mình cụ thể đến đâu rồi đến Đông Hoàng Đại Lục còn bao lâu nữa, hắn chỉ có thể mù quáng đi theo thiên cơ thuyền phi hành. Ba ngày, để giang giật có chút buồn bực là, ba ngày lại vẫn không có đến Đông Hoàng Đại Lục, sớm biết hắn tự phạm vi nhỏ độn thiên phía trước lại xuất hiện một cái tiểu hải đảo giang giật bay đi ngồi xếp bằng nhanh chóng phóng thích thần niệm chuẩn bị dùng xa nhất khoảng cách dò xét một phen nhìn xem có thể hay không dò xét đến đông hoàng đại lục cương vực a à, có sơn phỉ hắn thần niệm tại phía trước vạn lý thiên cơ thuyền bên trên đảo qua lúc phát hiện bên kia thế mà tại khai chiến sơn phỉ chỉ có gần ngàn người chỉ có thủ lĩnh là thượng giai thiên quân rõ ràng là một cái cỡ nhỏ sơn phỉ quân đoàn. Chỉ là thiên cơ thuyền bên trên hộ vệ lại không chống nổi, bởi vì thiên cơ thuyền bên trên bay ra võ giả vẻn vẹn chỉ có hơn 600 người, không có một cái nào thượng giai thiên quân, trong đó còn có hơn 100 là kim cương cảnh võ giả. Tình huống như thế nào cái này thiên cơ thuyền chẳng lẽ không phải thương hội vì sao không có cường giả tỏa chấn giang giật âm thầm kinh nghi, bình thường thiên cơ thuyền khẳng định lại có thiên quân đỉnh phong chấn giữ. Tại hắn thần niệm dò xét một phen, phát hiện đến thiên cơ thuyền ngoại trừ kia hơn 600 thiên quân bên ngoài, chỉ có 8 tên nữ tử cùng hai đứa bé về sau, hắn lập tức minh bạch. Cái này thiên cơ thuyền rõ ràng không phải thương sẽ, đây cũng là một cái gia tộc thiên cơ thuyền. Giang giật thần niệm còn dò xét đến, hai đứa bé một nam một nữ, niên kỷ đều không khác mấy chỉ có 3 tuổi tả hiếu, giờ phút này bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, mấy cái kia nữ tử cũng dọa đến sắc mặt xanh xám, thân thể phát run. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận, thầm mắng, nhỏ như vậy hài tử cũng mang ra cái này gia tộc điên rồi sao? võ giả ở giữa chém giết cái này rất bình thường, đông hoàng đại lục hung danh bên ngoài, dám xông vào đáng đại lục cũng phải làm tốt quyết tâm quyết tử. Nhưng mang theo mấy nữ tử cùng hài tử cùng một chỗ mạo hiểm đây coi là chuyện gì đây hài tử là vô tội, đám này Sơn Phỉ cũng sẽ không bận tâm hài tử không hài tử. Phanh phanh phanh, phanh Sơn Phỉ quân đoàn là một cái tiểu quân đoàn không sai, đáng tiếc thiên cơ thuyền bên này thực lực võ giả quá yếu, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, hơn 600 người bị giết gần nửa, còn lại toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng cũng liều chết tại công kích banh 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 từng đạo lưu quang đánh vào thiên cơ thuyền vòng bảo hộ bên trên kia thiên cơ thuyền là nhỏ nhất hình vòng bảo hộ tự nhiên không mạnh giang giật thần niệm đều có thể tùy ý dò xét có thể thấy được lốm đốm rất nhanh thiên cơ thuyền vòng bảo hộ quang mang ảm đạm sẽ tan vỡ mấy cái kia nữ tử triệt để tuyệt vọng một cái thiếu phụ còn lấy ra một cái dao găm chống đỡ cổ tùy thời chuẩn bị tự sát để tránh rơi vào sơn phỉ trong tay hai đứa bé kia càng là dọa sợ hai cặp trong mắt to đều là hoảng sợ cùng bất lực. Ai, Giang giật vốn định không đếm xỉa đến, nhưng nhìn thấy hai đứa bé này nội tâm của hắn mềm nhún, các nàng mới đi đến thế giới này không bao lâu, cứ như vậy chết đi, lên trời đối với các nàng quá không công bằng. Ông, Giang giật trên thân khí thế chấn động, lập tức tựa như núi cao hùng hậu, hắn thân thể cũng hóa thành hồng quang hướng phía trước bắn nhanh mà đi. chương 871, Đạm Đài Thị, Tống Hà, các ngươi 10 người lập tức mang theo phu nhân thiếu ra tiểu thư đi, chúng ta tới bọc hậu. Giang giật còn không có tới gần, liền nghe đến bên kia truyền đến một đạo kinh thiên bạo giống, một người trung niên tráng hán mang theo còn lại hơn 200 người điên cuồng hướng phía trước sơn phỉ quân đoàn phóng đi, hơn 200 người cũng hoàn toàn không muốn mạng liều chết phát ra công kích mạnh nhất, căn bản không né tránh cùng phòng ngự. Ha ha ha, còn muốn trốn bản thống lĩnh đã 3 tháng không có hưởng dụng mới mẻ mỹ nhân mùi vị, các người ngoan ngoãn đầu hàng, ta tha các ngươi một mạng, nếu không giết không tha. Sơn phỉ quân đoàn thủ lĩnh là một tên nhỏ gầy hắc hán tử, người mặc một thân màu lam chiến giáp, chỉ lộ ra một đôi đều là tham lam cùng dâm tà con ngươi, tay hắn nắm một thanh lục sắc nhuyễn kiếm, mỗi lần múa đều có đầy trời kiếm mang bay ra, như nước biển liên tục không ngừng công kích thiên cơ thuyền vòng bảo hộ. Hắn nhìn thấy có 10 người chuẩn bị xông vào thiên cơ thuyền bên trong, mang theo những cô gái kia cùng hai tên hài tử đào tẩu, trong mắt lập tức lộ ra một tia đùa cợt, nhuyễn kiếm quang mang một thịnh, từng đạo sắc bén kiếm mang tựu gào thét mà ra, trong nháy mắt đem 10 người bao phủ đi vào. Giết, 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 Sơn Phỉ rất hung hãn, đã có thể trở thành Sơn Phỉ, vậy khẳng định sẽ không đoạn giao chiến, hung hãn không sợ chết, giờ phút này loại dùng chúng lăng quả chiến đấu cũng là bọn hắn thích nhất. Toàn bộ người đều hóa thành hồng quang, bay đầy trời, riêng phần mình phóng thích ra tối cường thần thông, đem vào tới hơn 200 người từng cái đánh giết. Phanh phanh phanh, Sơn Phỉ người bên kia số nhiều lắm, có một tên thượng giai thiên quân, trung giai thiên quân cũng có vài chục người, bên này hơn 200 người coi như nghĩ liều mạng cũng vô dụng, hai vòng công kích về sau, lại có hơn 100 người thần thuẫn vỡ tan, thân thể bạo thành huyết vụ. Xong, vừa rồi bạo giống trung niên tráng nhiên, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên cơ thuyền, thống khổ chu lớn, phu nhân, tiểu thư, thiếu gia tống trung vô năng, không thể bảo vệ tốt các ngươi. Bồng bồng, kia 10 tên nghĩ chuẩn bị xông vào thiên cơ thuyền hộ vệ, trong đó có 9 người thần thuấn cũng bị sơn phỉ thống lĩnh đánh nổ, thân thể trực tiếp bị cắt đứt thành thịt nát, vô cùng thê thảm, chỉ có một người may mắn thoát đi, cũng rốt cuộc không dám đi tới gần thiên cơ thuyền. Sơn phỉ thống linh ánh mắt lộ ra hồng quang, hưng phấn kêu to lên, giết, nam nhân toàn bộ giết sạch cho ta. Những cô gái kia bản thống lĩnh chỉ cần đẹp nhất cái kia, còn lại phân cho các ngươi hưởng dụng. Hoa hoa hoa, sơn phỉ bọn họ lập tức điên cuồng, thiên cơ thuyền bên trên có 8 tên nữ tử, trong đó một tên phong thái chắc tuyệt thiếu phụ, mặt khác bảy người rõ ràng là thị nữ, nhưng tư sắc không tầm thường, đám này sơn phỉ tự nhiên hưng phấn vô cùng. Hừ, đúng lúc này, phía đông truyền đến một đạo bá đạo tiếng hừ lạnh, thanh âm dùng nguyên lực quán chú, như sấm sét giữa trời quang lóe sáng tại tất cả mọi người trong tai. Phía đông một đạo lưu quang cấp tốc bay tới, khí tức tựa như núi cao cường đại, huyết khí thông thiên, uy áp khiếp người. Ừ, sơn phỉ thống lĩnh ngừng công kích, ánh mắt rất là kiên kỵ nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại, còn lại sơn phỉ cũng nhao nhao ngừng công kích, thiên cơ thuyền bên này võ giả càng là không động chút nào, bởi vì người tới khí tức quá cường đại, rõ ràng là thiên quân cường giả tối đỉnh. Tới tự nhiên là giang giật, trên người hắn khí tức cũng là hư ảo, huyễn ảnh thần thông rất cường đại, đừng nói mô phỏng ra thiên quân cường giả tối đỉnh, tự bán thần hắn cũng có thể mô phỏng ra. Cũng tỉ như hắn tại vô tận trong biển sâu biến ảo thành hắc thần, không chỉ có bề ngoài cùng linh hồn khí tức đồng dạng, tự liền khí thế uy áp cũng giống nhau như đúc, nhẹ nhõm dọa lui vô số yêu đế thiên quân đỉnh phong có bao nhiêu cường đại, người ở chỗ này đều giải, nếu là chọc giận thiên quân cường giả tối đỉnh, tất cả mọi người muốn chết, sở dĩ không người nào dám động. Giang giật bay đến mọi người phía trên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào sơn phỉ thống lĩnh trên đầu, hắn lãnh khốc trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt sát khí, quát khẽ nói, cút. Ba ba bá, sơn phỉ thống lĩnh cùng sở hữu sơn phỉ đồng thời lui nhanh mấy trăm trượt, nhưng ở sơn phỉ thống lĩnh thế mà không có trốn, ngược lại chắp tay cười làm lành nói, vị đại nhân này, tại hạ là hắc viêm quân đoàn nhị thống lĩnh hắc xa em vợ, mời đại nhân cho chút thể diện hắc hắc. Đại nhân nếu là coi trọng thiếu phụ này cứ việc mang đi, còn lại bảy người lưu cho tiểu nhân là đủ. Hắc viêm quân đoàn, giang giật nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá người này nhấc lên hẳn là phụ cận tương đối cường đại sơn phỉ quân đoàn. Hắn đã dự định cứu người, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ cố kỵ, trong tay hắn bạch quang lóe lên, một cái màu đen trọng kiếm xuất hiện, đồng thời bên ngoài cơ thể hiển hiện một thân màu đen chiến giáp, nguyên lực tùy ý vận chuyển một phen, màu đen trọng kiếm cùng chiến giáp quang mang đại thịnh, khí tức dọa người. Hắn cũng lần nữa quát khẽ một tiếng, ta chỉ đếm ba tiếng, ba, hai. Ngụy thần khí, sơn phỉ thống lĩnh cùng sở hữu sơn phỉ sắc mặt đại biến, có thể có được ngụy thần khí vẫn là hai kiện, cái này thiên quân đỉnh phong chiến lực tuyệt đối phi thường khủng bố, lập tức bọn hắn cũng không dám lại nhiều lời, hóa thành từng đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Hô, giang giật nội tâm âm thầm thở dài một hơi, cũng không phải là hắn e ngại những này sơn phỉ, hắn như động thủ thật, trong nháy mắt có thể miểu sát cái này vài trăm người, bất quá vậy sẽ bại lộ hắn chân thực chiến lực. Đương nhiên, hắn cũng có thể tại không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, bằng vào trong tay hai kiện ngụy thần khí chém giết bọn hắn, nhưng hắn ngụy trang thiên quân đỉnh phong đồng dạng sẽ lộ vùi lấp. Cái này hai kiện ngụy thần khí là Tiền Vạn quán kiếm cho hắn, tên là Huyền Thiết trọng kiếm cùng Huyền Thiết chiến giáp, Tiền Vạn quán thân là tư đồ gia cô gia có là thiên thạch, mua sắm hai kiện ngụy thần khí cũng quá đơn giản. Hắn thần thức hướng nơi xa dò xét một phen, xác định sơn phỉ quân đoàn đã nơi xa, lúc này mới thu hồi thần thức, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới tên kia gọi tống trung tráng hán đã dẫn người, đem chiến tử hộ vệ thi thể hài cốt tàn chi thu thập tiến vào không gian giới chỉ. Thiên cơ thuyền vòng bảo hộ cũng mở ra, trên thuyền tám tên nữ tử thế mà cũng bay tới, hai tên thị nữ phân biệt mang theo hai đứa bé, tất cả hộ vệ hướng đám nữ tử này tới gần, cuối cùng đi theo đám nữ tử này sau lưng đối giang giật ở giữa không trung quỳ xuống. Ở giữa nhất thiếu phụ huyền chuyển cong xuống, huyền chuyển yếu mềm thanh âm vang lên, thiếp thân đạm đài thị khấu tạ đại nhân ân cứu mạng. Còn lại hộ vệ cũng toàn bộ quát lớn, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Tự liền kia hai tên bị ôm hài tử cũng rụt rè nói ra tạ ơn thúc thúc. Giang giật ánh mắt rơi vào ở giữa thiếu phụ trên thân, nàng hẳn là đám người này chủ tử, thiếu phụ kia cũng vừa tốt đứng thẳng thân thể, giang giật cùng nàng liếc nhau, đôi mắt sáng lên, ám đạo tốt một tên tuyệt sắc phụ nhân. Phụ nhân niên kỳ hẳn là cũng không lớn, chừng 20, mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, trải lấy bôi chán búi tóc, trên lỗ tai mang theo hai cái đá quý màu xanh lục, dùng mạo thượng dai, phong đồn eo thon. Nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là eo của nàng thật quá nhỏ, cùng thân trên đứng ngạo nghễ hai ngọn núi cùng nở nang bờ mông hình thành rất lớn tranh lệch, cho người ta mãnh liệt thị giác xung đột, khí chất của nàng cũng rất đặc biệt, sở sở theo người, toàn thân tựa như làm bằng nước. Giang giật nhìn thoáng qua tổ thu hồi ánh mắt, hắn có quá nhiều chuyện, không tâm tình cũng sẽ không đi trêu hoa gẹo nguyệt, hắn hờ hững gật đầu, lãnh khóc nói ra, bản tọa chỉ là đi ngang qua, các người tốt tự lo thân đi. Nói Giang giật liền muốn hướng nơi xa bay đi, mười mấy tên hộ vệ lại gấp, tống trung cắn răng quát khẽ, đại nhân, hắc viêm quân đoàn là phụ cận lớn nhất sơn phỉ quân đoàn, người nếu không quản chúng ta, không quá ba ngày chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. À. Chương 872, Thúc Thúc là người tốt. Ừ, Giang giật thân thể bỗng nhiên giữa không trung lãnh mâu quét qua, trong mắt đều là tức giận, hắn cứu các nàng một mạng kia là phát thiện tâm, nhưng người này vẫn còn muốn ỉ lại vào hắn hắn hận nhất loại này đạo đức bắt cóc. Hỗn trướng, không đợi Giang giật bão nổi, tự xưng đạm đài thì thiếu phụ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhìn Tống Trung khiển trách Tống Trung, sao dám đối đại nhân vô lễ đại nhân cứu ta các loại chờ, một mạng đã là lớn lao ân đức, há có thể lại làm phiền đại nhân tự mình và miệng một trăm. Tống Trung cũng biết chính mình quá cấp bách nói sai, Vội vàng hung hăng giơ bàn tay lên đối với mình mặt vỗ qua, đạm đài thị lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng giang giật không người hành lễ nói, đại nhân, xin thứ tội, tống chung cũng là bảo vệ tâm thiết, như đại nhân muốn trách phạt, thiếp thân một người gánh chịu. Ba ba, tống chung đánh cho rất ác, khóe miệng đều đổ máu, giang giật không chút nào bất phi sở động, thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt của hắn như có thâm ý nhìn qua đạm đài thị một chút, nội tâm ám đạo người thiếu phụ này quá thông minh, cái này ra giật dây diễn ngược lại là vô cùng tốt ha à? đạm đài thị bị giang giật cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm trên mặt lộ ra một vòng trào đỏ có chút có thật giật mình gục đầu xuống giang giật khoát tay trận lại nói được rồi bản tọa còn có việc các ngươi tự cầu phúc đi hắc viêm quân đoàn nếu là phụ cận một phương bá chủ vậy khẳng định có thiên quân cường giả tối đỉnh giang giật không phải cứu khổ cứu nạn bồ tát trên thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều có người bị giết chẳng lẽ hắn muốn người người đều đi cứu hắn năm đó bị đuổi giết thời điểm nhưng có cường giả gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đụng phải thuận tay cứu một cái, đây là hẳn là, nhưng nếu là vì giúp người đem chính mình cũng hố đi vào, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Đại nhân, nhìn thấy Giang giật muốn đi, đạm đài thị trong mắt sốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng cắn môi một cái nói, nơi này cách khai đông hoàng đại lục chỉ có mấy trăm vạn lý, chỉ cần thành công xông qua hắc viêm quân đoàn địa bàn liền có thể lên bờ. Thiếp thân theo phong hỏa đại lục mang theo mấy ngàn gia tướng, một đường bị sơn phỉ truy sát, giờ phút này lại chỉ còn lại cái này mấy chục người hắc phim quân đoàn thế lớn thiếp thân bọn người khẳng định không vượt qua nổi như đại nhân có thể làm viện thủ mang bọn ta đi đại lục thiếp thân nhất định trùng điệp tạ ơn đại nhân giật dây vô dụng chuẩn bị lấy lợi đi dụ sao giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói trọng thù nặng bao nhiêu ta đạm đài thị không phản bác được giang giật là thiên quân đỉnh phong hắn sẽ kém thiên thạch sao trên người nàng ngược lại là có mấy ngàn vạn thiên thạch nhưng đưa cho Giang giật cũng sẽ không nhìn một chút a à còn như bảo vật càng là chê cười, Giang giật trên thân thế nhưng là có hai kiện ngụy thần khí. Tống trung đám người trên mặt lộ ra một tia đắng chát, Giang giật cho mọi người ấn tượng rất là lãnh khốc bá đạo, dạng này người chắc chắn sẽ không bởi vì các nàng cùng hắc viêm quân đoàn khai chiến. Nghĩ đến vừa rồi Sơn phỉ quân đoàn là hắc viêm quân đoàn nhị thống lĩnh em vợ, rất nhiều mắt người bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Đạm đài thị cắn cắn bối môi, nhìn qua sau lưng thị nữ ôm hai tên hài tử, trong mắt nàng lộ ra một tia kiên định, miệng nàng môi đột nhiên động một cái truyền âm cho Giang giật nói, đại nhân, như. Người có thể mang bọn ta đi Đông Hoàng Đại Lục, thiếp thân nhất định hảo hảo phục thị đại nhân, thiếp thân là điệp nữ tộc. Điệp nữ tộc, Giang giật chưa nghe nói qua, nội tâm cũng không có nửa điểm gợn sóng, hắn cũng ghét nhất loại này giao dịch. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân nguyên lực chấn động hướng nơi xa bay đi. Thúc thúc, đột nhiên, một đạo rụt rè thanh âm vang lên, kia là một cái nữ đồng âm thanh, trong thanh âm cũng đều là khao khát, giang giật nội tâm mềm nhũn ngừng lại, nghiêng mặt, ép buộc chính mình âm thanh lạnh lùng nói, còn có việc. Thúc thúc, người giúp chúng ta một tay được không? Tiểu nữ hài rất xinh đẹp, mở to một đôi mắt to nói, thúc thúc, người dẫn chúng ta đi tìm ra ra, ta để ra ra mua cho người thật nhiều kẹo ăn, tiểu ngư cũng sẽ cả một đời cảm kích thúc thúc. Kẹo, giang giật dư quang nhìn thấy cặp kia tinh khiết tràn ngập hy vọng mắt to, nội tâm của hắn không hiểu mềm nhũn. Thế giới của trẻ con quá đơn giản, tại thế giới của các nàng bên trong, cảm kích người liền là đưa kẹo, các nàng không hiểu ngươi lừa ta gạt, không hiểu được thế giới này tàn khốc, các nàng chỉ hiểu được cảm ơn, hiểu đem thứ mình thích đưa cho ân nhân của mình. Ai, Giang giật nghĩ đến khi còn bé chính mình, khi đó mặc dù tại thiên võ thành Giang ra lẫn vào tương đối thảm, nhưng lại rất có ái tâm cùng tinh thần trọng nghĩa, hắn nhìn thấy ven đường tên ăn mày đều muốn móc ra không nhiều lệ tiền bố thí cho bọn hắn, nhìn thấy trên đường có du côn khi dễ dân chúng, cũng sẽ tức giận bất bình. Theo thời gian trôi qua, hắn tâm chậm rãi cứng rắn, thậm chí đến đằng sau giết người càng là không có một chút cảm giác tội lỗi, mặc dù nội tâm của hắn vẫn là có điểm mấu chốt, không có đánh giết bình dân, nhưng rất nhiều địch quân võ giả không có công kích hắn, như cũ giết con mắt không nháy mắt thoáng cái. Là cái gì ma diệt chúng ta chân thiện Mỹ là cái gì để chúng ta biến thành máu lạnh như vậy vô tình lại là cái gì để vô số người gặp nhau liền là chém giết cái này thao đản thế giới A. Giang giật thở một hơi thật dài, hắn dừng một chút, làm một quyết định ngu xuẩn, hắn quay tới nhìn qua tiểu nữ hài cười nói, người thật sẽ để cho ra ra ngươi mua cho ta kẹo sao. Toàn trường mắt trợn tròn, giang giật vẫn luôn biểu hiện được lãnh khốc bá đạo, giờ phút này bề ngoài cũng là một cái lãnh khốc trung niên hán tử, đột nhiên nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, nói ra như thế ngây thơ lời nói, cái này tương phản quá tốt đẹp lớn, đến mức tất cả mọi người không tiếp thụ được. Tiểu nữ hài ngòn ngọt cười nói, đương nhiên là thật, chúng ta có thể ngoéo tay đấy tốt giang giật gật đầu cười nói vậy ta đưa các ngươi đi đông hoàng đại lục soạt toàn trường một mảnh xôn xao đạm đài thì cũng trợn mắt hốc mồm vừa rồi nàng đều đồng ý dùng thân thể làm thù lao giang giật lại kinh thường một chú ý giờ phút này thế mà bởi vì nữ nhi của nàng hai câu nói ngược lại đáp ứng tiểu nha đầu mẹo đầu vui vẻ cười nói thúc thúc là người tốt mẫu thân nói xong người có hảo báo giang giật mỉm cười gật đầu nhìn thấy những người còn lại trợn mắt hốc mồm còn không có kịp phản ứng ngây ngốc đứng thẳng hắn sắc mặt nghiêm, lại khôi phục lãnh khốc bộ dáng, lạnh giọng nói, đều thất thần làm gì còn không mở ra thiên cơ thuyền. A à nha, tống chung bọn người vội vàng kinh hoàng bay vào thiên cơ thuyền, đạm đài thị khôi phục bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy cảm kích không người chào nói, đa tạ đại nhân, thiếp thân cảm kích tại tâm. Giang giật lạnh lùng gật đầu, hướng thiên cơ thuyền bay đi, đạm đài thị bọn người vội vàng đuổi theo, tiểu nữ hài vừa bay xuống dưới tự vui sướng trên bong thuyền bôn tẩu, cái kia cùng nàng không tranh lệch nhiều tiểu nam hài, cũng rất là xấu hổ trốn ở đạm đài thị sau lưng. Cho ta một cái đơn độc buồng nhỏ trên tàu, Giang giật phung tay lên, Tống Trung vội vàng mang theo Giang giật đi một cái trong khoang thuyền, trở ra hắn ngồi xếp bằng lạnh giọng nói ra, chờ một chút ta hội truyền âm cho ngươi, ta nói hướng bên kia bay tiểu hướng bên kia bay. Không nghe mệnh lệnh của ta, không cần hắc viêm quân đoàn đánh chết người bọn họ, ta tự mình động thủ. Tuân mệnh, Tống Trung bọn người cúi đầu nghe lệnh, nội tâm cũng đại hỉ, có cái này cường giả bí ẩn đi theo, mặc dù không nhất định tuyệt đối an toàn, nhưng mọi người đến Đông Hoàng Đại Lục hy vọng hội lớn hơn rất nhiều. Đám người thối lui, Giang giật mở ra buồng nhỏ trên tàu cấm chế, lập tức thả ra thần niệm vô thuật, dò xét phương viên ngàn vạn dặm. Rất nhanh xác minh tình huống, hắn cũng truyền âm cho Tống Trung nói, quay đầu, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nam bay. Tuân mệnh, Tống Trung mặc dù không hiểu vì sao hướng phía nam bay nhưng không dám ngỗ nghịch Giang giật ý tứ, thiên cơ thuyền quay đầu, bằng nhanh nhất tốc độ vạch phá bầu trời hướng phía nam bay đi. Cái kia tiểu sơn phỉ quân đoàn còn có nửa ngày đến hắc viêm đảo, hy vọng có thể thuận lợi vứt bỏ bọn hắn đi. Giang giật khe khẽ thở dài, kỳ thật cùng đám người này cùng đi, không chỉ là tiểu nữ hài nguyên nhân, tại thiên cơ thuyền bên trên hắn tùy thời đều có thể phóng thích thần niệm, từ đó nhẹ nhõm tránh né. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn nghĩ tại đám người này trong miệng đạt được một chút đông hoàng đại lục tình báo, cùng đám người này cùng một chỗ tiến vào đông hoàng đại lục, cũng sẽ không làm cho người ta chú ý, chương 873, Điệp Nữ Tộc, thiên cơ thuyền nhanh chóng hướng phía nam phá không mà đi, lúc đầu giống như nhắm hướng đông bên cạnh đi thẳng, đoán chừng 3 ngày 3 đêm liền có thể đến, nhưng Giang giật giờ phút này mệnh lệnh hướng vùng đông nam phi hành, sở dĩ cùng đông hoàng đại lục khoảng cách là càng ngày càng xa. Hướng phía nam phi hành dòng dã một ngày, chờ sắc trời dần dần mờ tối, Giang giật còn không có hạ lệnh quay đầu, mọi người không nhịn được có chút bất an, bởi vì vùng đông nam cũng không nhất định nguy hiểm. Cái này tội hải nội sơn phỉ nhiều lắm, ai cũng không thể xác định an toàn. Hiu hiu hiu, muốn cái gì tới cái đó, bên trái đằng trước ngoài mấy chục dặm một cái hải đảo bên trong, gần ngàn thiên quân đằng không mà lên, bắn thẳng đến bên này mà đến, tống trung thần thức dò xét một phen phát hiện bên kia có hơn 300 trung giai thiên quân về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cút, một đạo quát khẽ âm thanh theo một cái trong khoang thuyền vang lên, như như tiếng sấm vang vọng khắp nơi, đem đạm đài thị trong ngực ngủ say tiểu nam hải cũng dọa đến nhảy dựng lên tiếp lấy một cỗ cường đại như như núi cao khí tức dâng lên, hướng khắp nơi tràn ngập mà đi, rất nhanh bao phủ xa xa sơn phỉ. Đại nhân thứ tội, chúng ta có mắt không biết thái sơn, mạo phạm. Bên kia sơn phỉ thủ lĩnh thân thể run lên, vội vàng vừa chắp tay quát khẽ một tiếng, mang theo sơn phỉ bắn ngược trở về, rất nhanh vọt vào đảo nhỏ rậm rạp trong bụi cây biến mất không thấy. Ông, giang giật chỗ buồng nhỏ trên tàu cấm chế cũng mở ra, hắn đi ra phía ngoài bong tàu bên trên, tống chung mang theo mấy người vội vàng theo tới, bất quá cũng không dám mở miệng nói chuyện, lẳng lặng đứng tại giang giật sau lưng. Giang giật đôi mắt híp lại, nhìn qua phía tây đường chân trời bên trên một vòng hồng nhật chậm rãi trầm xuống, nắng chiều đầy trời, hắn dừng một chút mới khua tay nói, được rồi, quay đầu nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, hắc viêm quân đoàn hẳn là sẽ không đuổi tới. Tuân mệnh, tống trung vung tay lên, thiên cơ thuyền nhanh chóng quay đầu, mặc dù hắn cũng không biết rõ giang giật làm sao tin tưởng như vậy, nhưng cường giả nói luôn luôn có thể khiến người ta tin phục. Ông, đạm đài thị chỗ buồng nhỏ trên tàu mở ra, một cái trải lấy bím tóc sừng dê mặc một thân đáng yêu váy đỏ tiểu nữ hài đi ra, nàng không có nửa điểm sợ người lạ, hất ra sau lưng đạm đài thị tay chạy chạy nhảy nhót đi đến giang giật bên người, ngoẹo đầu hỏi thúc thúc, chúng ta an toàn sao? Giang giật cúi đầu xem xét, nhìn xem tiểu nữ hài tinh khiết không chứa một tia tạp chất đôi mắt, cười nhạt một cái nói, đúng vậy, tạm thời an toàn, người đừng sợ, thúc thúc đáp ứng người nhất định sẽ làm đến. Tạ ơn thúc thúc, tiểu nữ hài một đôi mắt to hít thành vành trăng khuyết, cười ngọt ngào, lập tức lại ngẹo đầu hỏi, thúc thúc người tên là gì nha, ta gọi đạm đài ngư. Mẫu thân nói ta là ở trên biển ra đời, vừa vặn có một con cá lớn đi ngang qua tựu lấy dạng này một cái tên, thúc thúc có thể gọi ta tiểu ngư, ân. Để để ta gọi đạm đài thiên, tất cả mọi người để hắn tiểu thiên, chúng ta là Long Phượng Thai đâu. Long Phượng Thai, Giang giật nhìn thoáng qua dấu ở đạm đài thị sau lưng ngại ngùng tiểu nam hài cười một tiếng, hắn đôi mắt nhất chuyển, ngồi xổm người xuống lôi kéo tiểu ngư tay nói tiểu ngư thúc thúc gọi tuyết y lần này đi đông hoàng đại lục nhất định phải mai danh ẩn tích giang giật vốn định tiếp tục đổi tên gọi thương lang bất quá nghĩ đến cái tên này cũng rất mẫn cảm rứt khoát một lần nữa lấy một cái tên mới tuyết y tuyết là tôi như tuyết áo là y phiêu phiêu đại biểu hắn đối hai người vô tận tưởng niệm thúc thúc danh tự thật là dễ nghe tiểu nữ hài buông ra giang giật tay chạy đến thuyền lớn bên cạnh bắt lấy thuyền bên cạnh tay vịn thân thể nhẹ nhàng nhảy lên ngồi lên lúc này mới cười nói ra thúc thúc gia gia của ta thế nhưng là thiên khải vực thiên hỏa thành thành chủ đâu đến lúc đó đi thiên hỏa thành ta nhất định khiến gia gia cho ngươi cái đại quan làm thiên khải vực giang giật có chút ấn tượng hắn nhìn qua đông hoàng đại lục địa đồ kia là đại lục tây bắc ven biển một vực tựa như là bị một cái cường đại đặc biệt tộc chủng tộc chiếm lấy không nghĩ tới cái này đạm đài thì còn có chút địa vị a à. hắn tiến vào thiên cơ thuyền bản thân liền là nghĩ tìm kiếm Đông Hoàng Đại Lục tình huống, đến Đại Lục chỉ có mấy ngày, hắn cũng lười tu luyện, dứt khoát đi qua chuẩn bị cùng Tiểu Ngư nói chuyện phía một phen. Tiểu Ngư, trời tối, vào buồng nhỏ trên tàu ăn cơm đi. Không ngờ cách đó không xa đạm đài thị đột nhiên vẫy tay một cái, để Tiểu Ngư trở về, giang giật cũng không tốt nói thêm cái gì, đi qua sờ lên nho nhỏ ngư đầu, cái sau làm một cái mặt quỷ nhanh như chớp chạy ra, đi theo một tên thị nữ đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đạm đài thị đổi một thân áo bào, một bộ màu đen lễ phục giả hội, tôn lên làn da của nàng như tuyết trắng trắng nón, trên lưng cũng buộc lên một đầu màu đen dây lụa, để nàng eo thon lộ ra phá lệ tinh tế. Nàng chậm rãi đi tới, tại giang giật bên người cúi người thi lễ nói, đại nhân, thiếp thân mang theo một chút phong hỏa đại lục đặc sản, khẩn cầu đại nhân dùng bữa, dùng cho chuyện biểu ý cảm kích. Giang giật hờ hứng nhìn đạm đài thị một chút, trầm ngâm một lát khẽ vuốt cằm, tại đạm đài thị dẫn đầu hạ đi vào một cái đơn độc buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu không lớn, bên trong chỉ có một tấm bàn ăn nơi hẻo lánh bên trên treo bốn cái dạ minh châu trên bàn trưng bày rất nhiều đặc biệt hoa quả mỹ vị món ngon có một tên thị nữ ở một bên cung kính đứng đấy hầu hạ giang giật vì tiện đi tới một bên ngồi xuống đạm đài thị thì ngồi đối diện hắn thị nữ cho hai người rót một chén màu xanh nhà tản ra mùi thơm ngát nước trái cây giang giật kẻ tài cao gan cũng lớn bưng lên tự quát lập tức lại nắm lên một cái không biết cái gì thịt giò miệng lớn bắt đầu ăn ây đạm đài thị có chút kinh ngạc nàng vốn cho là giang giật hội kiểm tra một phen, nhìn xem có độc hay không, lại không nghĩ rằng giang giật không có nửa điểm cố kỵ. Nàng tự nhiên không biết giang giật luyện hóa khốn long thảo, cơ hồ là bách độc bất xâm, đương nhiên sẽ không có nửa điểm lo lắng. Đạm đài thị cũng hẳn là xuất thân đại gia tộc, động tác ăn cơm rất yêu nhã, cũng ăn rất thiếu, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng giang giật nhìn một chút, cười nhạt một tiếng, để trong khoang thuyền tia sáng đều tựa hồ sáng lên mấy phần. Ăn uống no đủ, giang giật lại uống một chén nước trái cây, nắm lên bữa ăn bộ xoa xoa tay. Đạm đài thị đã sớm đã ăn xong, chờ Giang giật ăn được mới mở miệng nói, đại nhân mạo muội hỏi một chút, ngài có phải không là đông hoàng đại lục người? Không phải, Giang giật liền đợi đến đạm đài thị mở miệng, tốt bộ ta tình báo đâu, hắn hờ hững nói ra, ta đến từ cô tô đại lục, lần thứ nhất đi đông hoàng đại lục, chuẩn bị đi sông sáo một phen. Cô tô đại lục, đạm đài thị không nghi ngờ lừa dối, ngược lại hai con người sáng lên, cô tô đại lục cũng tại đông hoàng đại lục tây bắc biên, bên kia có mấy chục khối tiểu đại lục, đạm đài thị đã cũng là theo bên kia phong hỏa đại lục tới, tự nhiên sẽ có nghe thấy. Nàng trầm ngâm một phen, trịnh trọng mở miệng nói, không dối gạt đại nhân, tại hạ nhà chồng liền là đông hoàng đại lục thiên khải vực thiên hỏa thành chi chủ, ta công công là thiên hỏa thành thành chủ, giống như đại nhân chịu gia nhập chúng ta đạm đài gia, ta cam đoan đại nhân muốn cái gì, chúng ta gia tộc đều có thể thỏa mãn đại nhân. Ha ha, Giang giật đùa cợt cười nói, người lấy cái gì cam đoan ngươi là đạm đài gia tộc trưởng sao lại nói. Các ngươi đạm đài gia không có hai cái thiên quân đỉnh phong A. Thiên hỏa thành Giang giật chưa nghe nói qua, thiên khải vực lớn nhất thành chỉ có 10 tòa, đều bị đặc thù chủng tộc khống chế, thiên hỏa thành cũng không phải là trong đó một tòa, vậy khẳng định là thành nhỏ. Một cái thành nhỏ gia tộc Giang giật thật đúng là chướng mắt, đương nhiên coi như để ý hắn cũng sẽ không gia nhập bất luận cái gì gia tộc, Đạm đài thị bị giang giật chế diễu làm cho mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nàng gục đầu xuống rừng nửa ngày, lúc này mới lần nữa cắn môi ngẩng đầu nói ra, đại nhân, ngài. Thật chưa nghe nói qua điệp nữ tộc,